Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 9 nan đề không lời giải, hồi 1. Đêm tối, Lư Vân gánh mì trên vai, dọc đường đi về phía bắc. Ước chừng khoảng 20 dặm nữa sẽ rời khỏi Dương Châu, thấy bầu trời đêm dáng hồng dày đặc, trong nháy mắt tuyết rơi dày đặc, Quỳnh Phương ngồi gọn chân trên gánh mì, khoác áo choàng rộng của Lưu Vân lên đầu, một đường bọc đến mắt cá chân, toàn thân ấm áp. Nàng thấy gió lạnh thổi từng cơn, Lưu Vân trên người quần áo đơn bạc, vội nói, Lưu ca ca, huynh thấy lạnh không? Lưu Vân lắc đầu nói, ta nhiều năm ở dưới thác nước, quần áo tả tơi, sớm đã không hề gì nóng lạnh. Quỳnh Phương nghe thái độ thản nhiên vậy, cười nói, thật tốt, bách bệnh không thể xâm nhập, trời lạnh có thể cởi trần đi dạo phố thật là uy phong. Lư Vân hơi sừng sốt, cởi trần đi dạo phố, như vậy thực uy phong sao? Quỳnh Phương cười nói, đương nhiên, một thời Bắc Kinh lưu hành cởi trần đi dạo phố, huynh nếu không tin, tự vào kinh xem đi. Đó là ngày nắng gắt mùa hè, sợ cũng không ai cởi trần đi dạo phố. Quỳnh Phương nói hưu nói vượn như thế, thuần là muốn dẫn đại thủy quái hồi kinh tham quan. Nàng nhìn trộm về phía Lưu Vân, chỉ thấy người này mũi cao môi mỏng, mắt phượng nhướng lên, hai tròng mắt tuy không đen bóng như tô dĩnh siêu, lại có vẻ nghiêm nghị không thể phạm, cực có uy thế sĩ phu. Quỳnh Phương mỉm cười ngóng nhìn, nàng thấy Lưu Vân vẻ mặt tiêu điều, cố ý muốn hắn vui vẻ, liền nói, Lư ca ca, huynh trước kia thực phong lưu phải không? Lư Vân nghe hai chữ xong phong lưu, nhìn không được nheo mắt lại, năm tháng qua đi, cũng đã già rồi, nhìn khóe miệng cong xuống, những nếp nhăn chợt xuất hiện ở khóe mắt, mang vẻ sầu khổ. Quỳnh Phương nhìn thấy không khỏi khẽ kêu một tiếng, đừng giả bộ kỳ quái, già nua xấu xí như vậy. Sợ chết ta, nàng dùng sức đánh vào Lưu Vân, đột nhiên người thấy mùi hôi trên áo choàng của hắn, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói, Lư ca ca, huynh đã từng dùng thuốc hít chưa? Lọ thuốc hít được du nhập từ phương Tây, trong đó có thuốc lá và xạ hương, để thần tỉnh não, những kẻ giàu có sử dụng hàng ngày lư vân xuất thân nghèo kiết hủ lậu tất nhiên thấy thì nhiều nhiều mà dùng thì chưa hắn phải lắc đầu nói chưa từng quỳnh phương mỉm cười nói lư ca ca để ta đưa cho huynh một lọ thuốc hít được không lư vân lắc đầu tự nhủ không tốt quỳnh phương ngạc nhiên nói vì sao không tốt lư thiết đầu ngạo nghễ ngửa mặt lên trời nghiêm nghị nói không công mà nhận ban thưởng hổ thẹn như vậy Lưu mỗ làm sao có thể nhận? Quỳnh Phương giận dữ nói, được lắm. Vậy tại sao huynh lại nhận lá vàng của ta? Vô sỉ, dưới cơn tức giận nàng nhảy dựng lên, như muốn phá nát gánh mì của Lư Vân. Lư Vân thấy nàng tung tăng nhảy nhót, gánh mì bị nàng rung lắc qua lại, đành phải trầm giọng ngăn cản, đường đi gập ghềnh, cẩn thận cắn phải đầu lưỡi ngươi. Quỳnh Phương hừ nói, lão nương thích lộn xộn đó, huynh muốn như thế nào? chẳng lẽ còn có thể điểm huyệt ta sao? Lư Vân khẽ kêu một tiếng, nghĩ thầm không tồi, liền muốn theo lời xử lý. Quỳnh Phương nhìn thấy đại thủy quái dơ ma trưởng, không khỏi cả kinh nói, ôi. Bắt trước lời người khác, người chép văn không có sáng kiến, cứu mạng. Mưu tài hại mệnh, mưu sát chủ nợ. Lư Vân tiêu điều, Quỳnh Phương hoạt bát, Lư Vân yên tĩnh, Quỳnh Phương ồn ào. Hai người câu được câu không mà nói chuyện, gặp được lư vân trầm mặc vô ngữ quỳnh phương lại luôn có bản lĩnh khiến hắn nói chuyện cô nương này có tài ăn nói và rất hoạt bát cũng thêm rất nhiều niềm vui lư vân cô độc nhiều năm khi tuổi trẻ lưu lạc tứ hải bán mì duy sinh nào biết ngẫu nhiên nhặt được con mèo mấp nhỏ này trong đêm phiền lòng bên đống lửa này cũng đánh tan vô số đau khổ tịch mịch cười đù vài dặm sau khi quỳnh phương tránh được một kiếp lại cảm thấy nhàm chán nàng cầm trường bào của Lưu Vân che đầu, nhìn chung quanh, mắt thấy đại thủy quái chuyên tâm đi đường, không nói gì cả, liền lại nói, Lư ca ca, nói cho ngươi một bí mật, huynh có muốn nghe không? Bí mật không thỉnh tự đến, người nghe tất nhiên suối quẩy, Lư Vân khụ một tiếng, đang muốn mở miệng từ chối, Quỳnh Phương mỉm cười như hoa, nàng duỗi thẳng thân thể mềm mại, ghé sát vào lỗ tay Lư Vân, nhỏ giọng nói, ta nói cho huynh biết cha ta và huynh giống nhau, cũng đều là trạng nguyên. Quỳnh Phương làm như có thật, nhưng bí mật lại bình thường, nàng có chút đắc ý, lại nói, nhưng bất quá ông ấy là lão trạng nguyên. Ông ấy là trạng nguyên được chiều võ anh khâm điểm. Huynh nên kêu ông ấy một tiếng thế thúc mới đúng. Tử Vân Hiên là thư phòng nổi danh, mỗi môn nhân đều đạt khoa khảo công danh. Nhìn Quỳnh Phương thông minh cơ linh như thế, nghĩ đến phụ thân nàng hẳn là một người có học thức và năng lực. Lư Vân lời ít mà ý nhiều, gật đầu liền nói, kính đã lâu. Quỳnh Phương cười nói, huynh kính cha ta đã lâu, nhưng biết ông ấy là ai không? Lư Vân nói, ông ấy là Quỳnh Đại Nhân, phụ thân Quỳnh Phương đương nhiên họ Quỳnh, làm sao có thể là họ khác? Chẳng lẽ là họ Lư? Quỳnh Phương không vui, quát, huynh đang chiếu lệ với ta huynh rốt cuộc có biết hay không? Lư Vân buồn không hé răng, chỉ lắc đầu, Quỳnh Phương hụt hẫng, oán hận liền nói, vô chi. Cha ta họ Quỳnh tên rực, mọi người đều gọi ông ấy là Phủ Tiên Sinh, huynh sao dám không biết? Ta phá gánh mì của huynh, để huynh về quê nuôi heo. Tiểu cô nương làm ẩm ý, đại thủy quái che tay đi nhanh, khó khăn an tĩnh lại, lại quá không đến nửa dặm, Quỳnh Phương lại giơ tay lay Lư Vân, về nói khát nước. Lư Vân lành lạnh nói, ít nói chút thì đã không khát nước rồi. Quỳnh Phương hừ một tiếng, nói, ta càng muốn nói. Đôi tay vòng miệng, hô to, trả tiền. Trả tiền đi, Lư Vân không chịu được ồn ào, lập tức vươn tay nắm một nắm tuyết trắng trở tay nhét vào miệng nàng, nghĩ rằng thứ nhất có thể giải khát, thứ hai có thể bịt miệng nàng lại, có thể nói nhất tiễn xong điêu. Quỳnh Phương lớn tiếng nói, ta không muốn ăn tuyết không muốn ăn tuyết lư vân thở dài một tiếng cuối cùng dừng lại vậy ngươi muốn cái gì quỳnh phương tươi cười như hoa nói người ta muốn trà nóng đêm đất trống bốn bể vắng lặng kiếm đâu ra quán trà quỳnh phương cố ý đưa cho hắn một vấn đề khó khăn không ngừng la hét ầm ĩ làm nũng lư vân che tai chạy vội tới dưới gốc cây khô đặt gánh mì xuống quỳnh phương nhìn cây khô nhíu mày nói làm gì đây là cây trà sao lư vân từ dưới gánh mì lấy chậu than ra lấy một nồi đầy tuyết đặt lên chậu than sau đó đôn nước quỳnh phương lúc này mới đã hiểu vui vẻ vỗ tay trà đến rồi trong thời tiết lạnh giá và đầy tuyết quỳnh phương nép mình trong áo choàng của lư vân mỉm cười nhìn nam tử này thấy hắn nhóm lửa lại lấy ấm trà từ dưới gánh mì bắt đầu pha trà thơm quỳnh phương bỗng nhiên cả kinh nói giả bít la xuân đại thủy quái ham tiện nghi mua trà giả để lừa khách trà kém chất lượng đắng chát không đúng tí nào quỳnh phương múa may tay chân đại náo nói ta không muốn hàng giả ta muốn uống hạt thơm hoa nhài lư vân một nghèo hai trắng đâu ra hạt thơm mời khách cũng không thể nhịn được nữa vung tay phải chém về phía thân cây rắc một tiếng vang lớn một cành cây khô rơi từ trên không rơi xuống hắn duỗi tay nhặt lên quay đầu nhìn phía quỳnh phương thần sắc có chốt không tốt quỳnh phương sợ hắn tức giận vội vàng nở nụ cười nói a à, bích la xuân đâu thật là cao hứng nha tiểu cô nương một khi an tĩnh lại bốn phía liền lại yên tĩnh không tiếng động thời tiết càng thêm lạnh quỳnh phương sợ nhất đối mặt với người yên lặng lại muốn tìm chuyện gì đó để nói tiếc nàng xoay chuyển mắt to đột nhiên nói lư ca ca bằng hữu mập của huynh đâu. Lưu Vân nghe vậy sừng sốt, bằng hữu mập. Quỳnh cười khổ nói, chính là người mập trên đường lớn Trường An. Mắt thấy Lưu Vân trầm ngâm không nói, chắc hẳn hắn đã quên mất. Quỳnh Phương liền tự cười nói, khoảng 10 năm trước, có một ngày ta đi trên xe của gia, đi ngang qua đường lớn Trường An, thấy hai đại quan đứng ở bên đường, một người là một người đàn ông mập mạp, bụng tròn vo, vừa thấy liền không phải người tốt một vị công tử khác đầu cao cao, rất là, rất là, nói đến đây, sắc mặt hơi đỏ, thầm nghĩ, tên họ lư này thật tàn nhẫn, ta nếu lại khen tướng mạo hắn, chắc chắn hắn sẽ bay lên trời mất, sao có thể thế được? Khụ một tiếng, sửa lời nói, vị công tử kia, khụ. Ta thấy hắn mỏ chuột tay khỉ, đầu trâu mặt ngựa, bộ dáng thập phần sợ người. Ta sợ đến phát run, vội vàng tới hỏi ra, ra, tại sao lại có chuột bò ra trên đường lớn vậy? Sợ quá đi mắt, nàng hì hì cười, vỗ vai Lư Vân nói, này, Huynh có biết ra ta nói gì không? Lư Vân không có ý tiếp lời, chỉ cúi đầu quạt lửa, tám phần là muốn một quyền đánh mất Quỳnh Phương, để bên tai được chút thanh tĩnh. Quỳnh Phương thấy hắn hở hững, nhìn không được hừ một tiếng, lớn tiếng nói, quỷ đáng ghét. Lư Vân ngạc nhiên nói, quỷ đáng ghét già người nói như vậy à quỳnh phương vui mừng thầm nghĩ nhìn xem còn không phải trộm nghe bổn cô nương nói chuyện lại còn giả vờ nàng hếch cằm nhiễm nhiên nói không sai gia ta đã nói như vậy ông ngàn dặn dò vạn trân trọng liều mạng nói với ta cháu gái a à, cháu gái ngàn vạn ngàn vạn cẩn thận trong nhà liễu hầu ra nuôi bốn con quỷ đáng ghét một con càng khiến người ta ghét bỏ hơn cả con chuột lớn này họ lư tên vân hắn là con đáng ghét nhất trong số đó lần sau gặp nó nhớ lấy một cây chổi lớn đang muốn đem quét chết lư vân lại a à một tiếng quay đầu chăm chú nhìn quỳnh phương quỳnh phương tưởng rằng hắn sẽ tức giận hậm hực liền nói nhìn cái gì mà nhìn thiên hạ quỷ đáng ghét họ lư tên vân đầy đường ta không phải mắng ngươi đang định nói thêm lại thấy lư vân gật đầu nói quỳnh cô nương ta nhớ rõ tình cảnh ngày đó. Quỳnh Phương tức giận nói, thật sao? Ngày đó ta mặc quần áo thế nào, Huynh nói được không? Năm xưa hai người lướt qua nhau, tuy đã cách 10 năm, thân áo tím của Quỳnh Phương vẫn bắt mắt chói lóa, khiến người đập vào mắt khó quên. Lư Vân hoài tưởng chuyện cũ, xúc động nói, hôm đó ngươi và quốc trưởng cùng ngồi trên xe, mặc áo tím, đầu đội khăn tím, một đôi mắt thông tuệ sáng ngời, thập phần động lòng người. Lưu Vân là quân tử thành tâm thành ý, hắn nói thập phần động lòng người, vậy không phải là chín phần động lòng người, 8 phần động lòng người mà thực sự rất duyên dáng quyến rũ. Quỳnh Phương nghe hắn khen ngợi chính mình, đại hỉ muốn điên, nàng vui vẻ cực kỳ, lập tức cười khăn ra, quay đầu vén tóc ra sau, cười nói, chi nhớ thật tốt, cô nương mặc quần áo gì đều nhớ rõ, ta đã xem thường huynh rồi. Lưu Vân ừ một tiếng, nói, ngươi ăn mặc như nam tử, ta đương nhiên nhớ rõ. Lời này có gì đó không đúng, như thể nếu Quỳnh Phương mặc quần áo nữ tử, hắn sẽ làm như không thấy. Quỳnh Phương nghe vậy vội buộc tóc lại, hừ nói, chuột chết. Nàng trải tóc mình, lạnh lùng thốt, này, đừng trêu chọc ta nữa, ngươi còn chưa nói tên mập kia là ai đâu. Nghe được lời này, Lưu Vân rũ mắt trầm mục, rồi lại không nói. Quỳnh Phương đâu muốn lão tăng nhập định, liều mạng kêu lên, ngươi lại không lên tiếng. Này, 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 người điếc sao, Lư Vân không chịu được ồn ào, không khỏi thở dài, thành thật trả lời, hắn là vi tử tráng. Quỳnh Phương chưa từng nghe nói đến cái tên này, nên chỉ nói, hóa ra là vi đại thúc, người khác thì sao? Lư Vân chậm rãi bước xuống, nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiếng giết rung trời, lại lần nữa nhảy vào trong tai, Chân trời tuyết trắng biến thành ngập trời lửa lớn, thuyền qua lại trên sông Vĩnh Định, từng người một rơi xuống nước, phát ra tiếng kêu khóc thê lương. Người kia quỳ xuống bên bờ sông, nhất kiếm chảm nứt đất bi phẫn khóc nước nở, những tiếng bi kêu vẫn còn bên tai. Gió thổi lớn tuyết rơi dày đặc, đại thủy quái buồn không hé răng, nếu tiếp tục như vậy, không khỏi sẽ trở nên ám ảnh. Quỳnh Phương liên tục truy vấn, này! vì ca mập đâu rồi hắn rốt cuộc đi đâu vậy này này lưu vân mở hai mắt lẳng lặng nói hắn đã chết quỳnh phương hoảng sợ nàng rất sợ nói lỡ liền cũng không dám hỏi nhiều trong khi đang suy nghĩ nước trà đã được nấu xong lưu vân cúi người về phía trước cầm chén trà đưa lên cho quỳnh phương tuyết trắng phiêu phiêu ánh lửa hừng hực làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú của lưu vân nhìn thấy hắn nghiêng người đến trước mặt, hai người cách xa nhau vài tấc, có thể nghe thấy tiếng thở, môi dường như đang chạm vào nhau, mặt Quỳnh Phương đỏ bừng, vội vàng né về phía sau, nàng tiếp nhận trà, nhìn như cúi đầu nhấp một ngụm, kỳ thật ánh mắt lại ngừng trên đôi môi mỏng của Lưu Vân, nhẹ nhàng mím môi. Ánh mắt dịch chuyển, từ môi mỏng Lưu Vân truyền tới mũi, chậm rãi lại chuyển tới giữa mày, bỗng nhiên ánh mắt ngừng ở giữa mày Lưu Vân. Rốt cuộc không thể rời đi được nữa. Người bình thường sinh ra đã có hai mắt, đại thủy quái được xưng thủy thần, thực sự lại có thêm một mắt. Nàng càng nhìn càng thấy kỳ quái, nên nhìn kỹ hơn vào ấn ký giữa hai lông mày. Chỉ thấy vết sẹo dài chừng nửa tấc, màu đỏ sẫm, hình dạng hẹp dài, vị trí không nghiêng không lệch, vừa lúc ở giữa mày, trông lại thật tựa một con mắt. Quỳnh Phương tinh tế đánh giá, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, run giọng nói, lư ca ca đây là đao làm bị thương sao? Lư Vân nghe câu hỏi, lại không muốn trả lời, chỉ bưng chén rót cho mình thật nhiều trà nóng. Chân trời tuyết trắng rơi xuống, từng mảnh bay vào bát trà, bốc lên mây nước và sương mù, bao phủ hắn mông lung, không nhìn thấy rõ. Quỳnh Phương nhìn trộm, thấy vết sẹo do đao tạo ra nằm ở giữa lông mày, nghĩ lục ấy chắc chắn rất bi thảm, nếu đi sâu hơn vài tấc, tất làm lư ca ca óc tung tuế quỳnh phương âm thầm sợ hãi thấp giọng hỏi lư ca ca rốt cuộc là bị thương như thế nào hay là có người muốn giết huynh sao lư vân dường như muốn nói cái gì rồi lại có chút lười hắn thở dài nâng chén trả lên nhìn về phía tây xa xa nói quỳnh cô nương đây không phải là bị thương mà là một bằng chứng bằng chứng quỳnh phương rất ngạc nhiên hỏi bằng chứng cho điều gì lư vân giơ chén trả trong tay lên nhìn về phía chân trời phía tây nhẹ giọng nói tình bạn nó chứng kiến một đoạn tình bạn nói ngưỡng cổ uống trà dường như hướng cố nhân xa xôi một chén hai người có tâm sự riêng yên lặng nhìn nhau có được giây phút bình yên hiếm có quỳnh phương ngơ ngẩn nhìn lư vân đột nhiên nói lư ca ca ta muốn xin ra khôi phục lại mũ miệng cho huynh được không lư vân nguyên bản vẻ mặt tiêu điều bỗng nghe lời này Đầy mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, khôi phục mũ miện. Quỳnh Phương gật đầu, quấn chặt lấy trường bào của Lưu Vân, ôn nhu nói, nếu Huynh không chê, ta muốn mời Huynh đến tử Vân Hiên dạy học, ta luyện võ gặp khó khăn, cũng có cao nhân thỉnh giáo. Chờ ra khôi phục mũ miện cho Huynh, Huynh lại là trạng nguyên lưu đại nhân. Tử Vân Hiên thế lực lớn, quốc trưởng lại là một trong ba đại thần vương triều chính thống, nói đến không có việc gì không thể làm được. Nếu Lư Vân gia nhập tử Vân Hiên, dựa vào văn tài võ lược của hắn, không đến ba năm sẽ trở thành đại thần phụ tá đứng đầu tử Vân Hiên. Lại xét bối phận hắn tương đương với ngũ đô đốc, dương đại học sĩ, nếu muốn thăng nhiệm lục bộ thị lang, nghĩ đến cũng không phải việc gì khó. Lư Vân nghe xong lời này, hoàn toàn không có vẻ hưng phấn, cũng không có ý tiếp lời, thật lâu sau, hắn dơ trưởng chém ra dập lửa, thấp giọng liền nói, Quỳnh cô nương, ta đã nói trước với cô chuyến đi này ta chỉ có thể đưa cô đến ngoại ô Bắc Kinh từ nay về sau ngươi ta không ai nợ ai Quỳnh Phương nghe xong lời này nhìn không được a à một tiếng trong lòng cảm thấy thất vọng mắt thấy Lưu Vân thu hồi chén trà Lưu Vân bỗng nhiên nắm tuyết lên ném về phía chán hắn Lưu Vân nhẹ nhàng vung tay cũng không biết mình dùng biện pháp gì mà nắm tuyết đã chạch hướng rơi xuống bên người hắn lấy chén trà của Quỳnh Phương, đột nhiên nói, Lưu Mỗ tại đây có thỉnh cầu, thỉnh cô nương đồng ý. Được chứ, Quỳnh Phương nghe hắn nói đến trịnh trọng, chỉ có thể mở to đôi mắt tinh tuệ, gật gật đầu, lại nghe Lưu Vân nói, thỉnh cô nương giữ bí mật, đừng để người ngoài biết ta còn sống. Quỳnh Phương ngạc nhiên, nàng ngàn cân nhắc, vạn so đo, lại cũng không đoán được thỉnh cầu lại là như vậy. Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp thấp giọng hỏi nói, Lư ca ca, cho dù, cho dù cố tỷ tỷ hỏi tung tích của huynh, ta cũng không thể nói sao. Nghe được ba chữ cố tỷ tỷ, Lư Vân chậm rãi quay đầu đi, nói, đừng nói. Quỳnh Phương có vẻ hào sảng, kỳ thật tâm tư lại tinh tế hơn nhiều so với người thường, vừa thấy vẻ mặt của Lư Vân, liền biết hắn trong lòng phiền não vô hạn. Mắt thấy Lư Vân xoay người đi rót trà, Quỳnh Phương thầm nghĩ trong lòng, tên này thật sự là ngu ngốc, nếu là ta, sớm đi gặp người trong lòng. Đầu ra nói nhảm nhiều điều như vậy, nàng nhặt khối tuyết định ném về phía lưng Lưu Vân, bỗng nhiên trong lòng vừa tỉnh, lúc này mới nghĩ đến cố thiến nghề sớm đã gả đi. Thoáng chớp, khối tuyết kia lại rơi xuống. Cho dù tương tư khó khăn, cho dù canh cánh trong lòng, rồi lại có thể như thế nào đây? Ngày gả đi cho người ta, liền đã duyên tận ái diệt cho dù hai người có thể gặp lại, thương hải tăng điền, mọi thứ đều đã thay đổi, ngoài việc tràn ngập đau đớn và thống khổ, lại có thể như thế nào? Quỳnh Phương thở dài, nhiều ít cũng đã hiểu tâm tình Lưu Vân. Rồi lại nghĩ, cũng khó trách hắn không muốn hồi kinh, dù sao cũng đã 10 năm trôi qua, đợi mình yên ổn, ngày sau sẽ tìm cơ hội viết thư cho cố tỷ tỷ, thứ nhất không làm người ta khó xử. Thứ hai cũng giúp nàng buông bỏ gánh nặng trong lòng. Đó mới là hảo hán có tình có nghĩa, quỳnh phương cả đời muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại chưa thấy qua việc thâm tình ai oán bậc này. Nàng ngơ ngác nghĩ, dường như ngây ngốc. Viết thư xong thì sao? Từ đây lư cố hai người ai lo phận nấy, vô vướng bận, coi như đời này cũng không quen biết. Vậy vậy nên viết gì trong thư? Xin chào Dương phu nhân, ta đã thành thân sinh con, cuộc sống khá tốt, liệu chúng ta có duyên gặp lại? đại thủy quái sẽ không thành thân nhìn bộ dáng hắn hắn sẽ là một người trụ ở trong núi trở thành một con quái vật lớn trong núi đáng thương một sợi tương tư sâu kín mù mịt chỉ có thể ký gửi trời xanh trong bất chi bất giác hốc mắt của quỳnh phương đỏ hoe trong thoáng chốc nổi lên chút hận cố tỉ tỉ hận nàng gả cho người khác hận nàng có tình lang như vậy hận nàng có tình yêu khắc sâu trong lòng khắc cốt triền miên như vậy thở dài đầy ngập tình ý nhịn không được truyền tới trên người mình quỳnh phương lẩm bẩm tự nói thấp giọng kêu gọi dĩnh siêu dĩnh siêu nếu có một ngày ta cũng gả cho người khác huynh cũng sẽ đau đớn muốn chết như vậy sao không biết được thực sự không biết được bởi vì tô dĩnh siêu không giống nam tử khác hắn là một kiếm sĩ vô thượng kiếm đạo thân là đương đại kiếm hào không có kiếm tô dĩnh siêu chẳng là gì cả cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì. Vì cầu được cảnh giới cao hơn, tình lang liền tính mạng cũng có thể hy sinh, huống chi là tình yêu nam nữ hèn mòn. Nhất đại kiếm tông, anh hùng hào kiệt, ninh đại hiệp chọn đúng truyền nhân rồi. Nỗi tương tư chân thành nhất trong lòng tô dĩnh siêu từ lâu đã được trao cho trường kiếm bên hông, không ai có thể ngăn cản được. So sánh hai người, Lưu Vân thâm tình suy sút rồi lại không khỏi có chút cực đoan nếu có thể đem hai tên gia hỏa này cộng trừ cho nhau, ước chừng liền có thể có được một trượng phu tốt. Chương chín nan đề không lời giải, hồi hai. Uống trà xong, hai người lại lên đường, trời đã khuya, Quỳnh Phương sớm đã còn buồn ngủ, nàng quấn mình trong áo choàng của Lưu Vân, bọc mình thành cái bánh trưng, đi được hơn trăm thước, hơi thở nặng nề, liền dựa vào trong lòng ngực Lưu Vân ngủ. Quỳnh Phương vì kiệt sức nên ngủ thiếp đi, Lưu Vân vẫn đi bộ từng dặm, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Quỳnh Phương, kéo chăn cho nàng, trong lòng có chút áy náy. Suốt 10 năm, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, vết sẹo do ma đao gây ra vẫn còn đau đớn, Ngọc Tỷ lai lịch không rõ ràng, đứa trẻ đồng sinh cộng tử, một đao ở nộ thương. Đủ loại đau đớn thâm nhập tâm khảm, dường như thúc giục hắn sớm chút trở về Bắc Kinh, tìm hiểu đến tột cùng. Nhưng Lưu Vân lại một chút cũng không muốn trở về. Hắn sở dĩ cự tuyệt hảo ý của Quỳnh Phương, không phải là hắn xem thường tử Vân Hiên, cũng không đơn giản là bởi vì hắn sợ nhìn thấy người yêu cũ, mà vì hắn có linh cảm, hắn lần này nếu trở về Bắc Kinh, hắn sẽ chết ở đó. Nhân gian nhân gian, tuyết dày đến đầu gối, bụi mù đầy trời. ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối tăm vô biên, Lưu Vân không khỏi bùi ngùi thiện ác thị phi rốt cuộc khởi nguồn từ đâu? Thân là đại học giả uyên thâm, hắn phải giải đáp cho thế nhân nghi vấn này. Mà khi hắn chứng kiến hết những đau khổ nhân gian, ngược lại do dự giữa hắc bạch, càng khó phán xét đúng sai của người khác. Một trận tử chiến bên bờ sông Bạch Thủy, tại cô đảo thác nước sinh tử dày vò, người cứu mạng hắn không phải là những người tốt lương thiện mà hắn tin tưởng trước đây, mà là tên côn đồ đãng nữ cuộc đời này khinh thường nhất chiến hỏa ngập trời, nhân gian không còn là nhân gian nữa, mà là sương mù bụi đất không ai hiểu. Lưu Vân trong lòng đau xót, hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay rách nát, cẩn thận áp lên má, nhẹ nhàng vuốt ve. Có lẽ, hắn sớm đã không cần người thật nữa, trong thiên địa mênh mang này, hắn chỉ cần chút xíu này là đủ rồi. Chỉ mong trời xanh rủ lòng thương, không ai có thể cướp nàng đi nữa. Dài một thước bốn, rộng một thước hai, có thể xếp 49 quả lê và 64 quả táo, 7 lớp táo và lê được chất trên bếp, bên trên còn đặt một viên mứt táo, lại giống như một tòa bảo tháp. Đá dầm một tiếng rồi đá vào bếp, cát bụi rơi xuống nhưng tháp trái cây vẫn bất động bất chấp gió thổi, không có dấu hiệu sụp đổ. Trần Đắc Phúc ngửa mặt lên trời cười, lập tức chuyển đến một chiếc ghế gỗ lớn, phát ra âm thanh cót két lớn, cắn một miếng táo lớn màu đỏ, đắc ý rào rạt chiêm ngưỡng tác phẩm nổi tiếng của mình, tầng tháp quả táo lê. Trần Đức Phúc, không thành cao thủ lại có được Phúc. Có bếp nổi bên trái hắn, có bát chậu ở bên phải, trước mặt có tòa tháp hoa quả bầy tầng. Nói đến hoang đường, hắn cũng là một kiếm khách, chỉ không biết vì nguyên nhân gì, ngày ngày đều lăn lộn trong bếp. Không thể trở thành kiếm thần mà thành thần bếp, Trần Đắc Phúc dành cả ngày trên địa bàn của mình, bên cạnh có đám tiểu đồng có thể quát mắng bắt nạt, cuộc sống mỗi ngày có thể gọi là uy phong. Chỉ là mỗi ngày nấu cơm nấu đồ ăn, lúc sau rửa tay nấu canh, buổi tối khi đi ngủ, đều mơ thấy ân sư Ninh Bất phàm Ninh Bất phàm trong đời có rất ít đệ tử, ngoài tô dĩnh siêu, còn có đồng tử pha trà và vẫy hương bồ trần đắc phúc này. Đây là đệ tử thân cận đích thân Ninh Bất phàm chọn trước khi thoái ẩn một năm đừng nói ngay chính đắc phúc khó hiểu ngay cả các sư túc bá mãn sơn cũng không hiểu vì sao trưởng môn có đệ tử thiên tài như dĩnh siêu như vậy cần gì phải nhận một kẻ mốc khác làm đệ tử tất nhiên theo bản tính quay nói đó là vì kế sinh nhai của mọi người ở ngọc thanh quan thuê người ở sẽ rất tốn ngân lượng vậy nên gọi tên mốc trần đắc phúc này tới mèo trần đắc phúc nắm chặt tay cổ họng phát ra tiếng kêu đáng thương hắn trong lòng tuy hận, nhưng do quy củ của tông môn, ngày thường ít nói lời thô tục, chỉ là kêu meo meo như mèo để bày tỏ lòng hận thù. Hoa sơn song quái già mà không đứng đắn, Trần Đắc Phúc đương nhiên không tin chuyện ma quỷ của bọn họ, hắn thả rằng tin mình có chút gì đó mới có thể được bất phàm chọn. Đến nỗi vì sao võ công của mình lại kém cỏi như vậy, không cần phải nói cũng biết nguyên nhân nhất định là do hoa sơn song quái âm thầm hạ độc gây ra buổi sáng chưa tịch buồn tẻ, buổi chiều muốn đến tử Vân Hiên quây quần bên đống lửa ăn cơm, lãnh mấy bao lì xì từ quốc trường. Người sơn môn rảnh rỗi không có việc gì, từng người nhàn rỗi đi dạo phố giết thời gian. Những năm trước, mọi người đều có tinh thần phấn chấn, răng đèn kết hoa, chỉ là nay không bằng xưa, hứ nhất quốc trưởng tuổi già sinh bệnh, thứ hai quỳnh các chủ cùng phó sư Thúc Nam Hạ Quý Châu. Dĩnh siêu sư huynh cũng trở nên có chút cổ quái, cả ngày tránh ở trong phòng không ra, thật không hiểu bữa cơm giao thừa này có ăn hay không. Vốn tưởng rằng khôi tinh chiến ngũ quan đại hoạch toàn thắng, trở về ăn Tết tất nhiên náo nhiệt, há liêu sẽ quạnh quẽ thế này. Dù thế nào đi nữa, hắn lớn lên không đẹp, vóc dáng cũng không cao tráng, trong ngoài không đúng tí nào, vẫn là đi xếp hoa quả thôi. Trần Đắc Phúc ngáp dài, nằm xuống bàn chập mắt, nhìn thấy một cuốn sách bên cạnh nồi niêu, trông cũ kỹ, không rõ của ai mà lại bị ném tới sau bếp. Lười nhác duỗi tay lật qua, chỉ thấy các trang bên trong có bố cục bốn màu, đỏ vàng xanh lục, trông giống như bí kíp gì. Đông cung bí kíp, đôi mắt của Trần Đắc Phúc sáng lên, lại lần nữa kêu meo meo. Loại sách nào cần lên khuôn bốn màu, chắc hẳn phải vậy, tất là thứ gì đó huyết nhục mơ hồ. Nhàn như ngọc có máu có thịt, cau mày và mỉm cười, gặp gỡ võ tổng anh hùng khí phách có gan có mưu, hai người sau đại chiến 300 hiệp, khó tránh khỏi huyết nhục mơ hồ. Nhớ tới cuốn sách bảo thoa đầu ác long của Hoa Sơn song quái, Trần Đắc Phủ trên chán sung huyết, vội vàng chộp lấy cuốn sách để đọc. Trên bìa sách có một dòng chữ nhỏ, chữ viết hơi mờ, Trần Đắc Phúc hì hì cười, thầm nghĩ, lưu hành ít hẳn phải viết tốt. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ trên bìa sách, dùng hết sức đọc, chỉ. chí, chí, chí kiếm bình. Bình, chí kiếm bình bát phương. Trần Đắc Phúc toàn thân chấn động, rụi rụi mắt, nhìn chăm chú lại, cuối cùng nhìn thấy trên bìa sách viết chữ cổ sơ to, tam đạt kiếm phù. Là ai để kiếm phổ sau gác bếp? Trần Đắc Phúc nhảy dựng lên, hắn đông meo meo, tây gâu gâu, nhưng nhìn thấy ánh mặt trời mùa đông chiếu rọi trong bếp, bốn bề vắng lặng, cũng không có trưởng lão nào đáp ứng chính mình, thật là tìm không ra manh mối hắn lòng tràn đầy buồn bực run rẩy nhìn dòng chữ thứ hai thấy bên dưới trí kiếm bình bát phương còn có hai dòng chữ lại là nhân kiếm trấn âm dương dũng kiếm trảm thiên cương sử thế lấy trí tu tâm lấy nhân dựng thân lấy dũng người có tam đại đức trí nhân dũng chính là tâm thánh giả trên đời người có tam đạt trước nay chỉ có một đó chính là người ngưỡng mộ như núi cao sư tôn ninh bất phàm nghe đồn ông 12 tuổi phá giải hạc vũ thất tinh bộ, 18 tuổi tập thành trí nhân song kiếm, 30 tuổi ngộ ra dũng kiếm, trước khi thành công thoái ẩn ở tuổi 42, sư tôn đã liên tiếp đánh bại kiếm vương, kiếm thần, thủ lĩnh đại phái võ lâm chính tà. Thậm chí ngay cả tước gia nổi danh nhất triều đình hiện nay Long Thủ Đô Đốc Định Viễn trước đó cũng từng bại trong tay ông. 800 trận chiến lớn nhỏ chưa từng bị đánh bại. Bất phàm thật sự là bất phàm. Trần Đắc Phúc nghĩ đến sự tích tự hào của trưởng môn, nhất thời lại cảm phục, lại hâm mộ, hắn nhìn tam đặt kiếm phổ trong tay, nhanh chóng lau vết dầu mỡ trên mông, thầm nghĩ, ông trời phù hộ, hôm nay đến lượt tiểu miêu miêu ta đại phát thần uy. Đang muốn mở trang sách ra, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi có chút do dự. Trần chính bí kíp không sợ người lật, càng không sợ người tới luyện. Tam đặt kiếm khai thành bố công, không cấm môn hạ xem xét, nhưng trưởng môn trước từng định ra một quy củ, trước khi bất luận kẻ nào đến xem kiếm phổ, phải có một vị trưởng lão đi cùng, nghiêm cấm tự mình trộm đọc. Khai thành bố công, công bằng, vô tư, thẳng thắn, chân thành, rộng rãi, phóng khoáng, không thành kiến. Tại sao lại định ra quy củ này? Theo triệu ngũ gia nói, trước đây để luyện thành tam đạt kiếm, mấy tổ sư gia hoa sơn mất ăn mất ngủ, càng luyện võ công càng kém, có luyện đến si ngốc điên cuồng, chậm trễ hạnh phúc cả đời. Nhớ tới trong môn có một vị mộng tường sư thúc, rõ ràng một người anh tuấn đĩnh bạt, lại thể trung thân không thành hôn, một người để dâu dài, sống một mình trên đỉnh Lai Phong, không gặp bất cứ ai. Nghe nói đó là bị tam đạt kiếm phổ làm hại. Nhìn cổ phổ đầy bí ẩn, Trần Đắc Phúc không khỏi cảm thấy phiền não. Có nên xem không? Bỏ lỡ hôm nay, nếu ngày sau đến gặp trưởng lão cùng xem, không thể nghi ngờ chắc chắn sẽ bị phỉ cân quái đá vào đầu, sau đó sẽ nghe được bản tính quái cười ha ha, cuối cùng chính mình sẽ tức giận giấu mặt bỏ chạy. Hai lão quái vật luôn bắt nạt mình, nhưng nếu tìm phó sư thúc ôn tồn lễ đổ, hắn tất nhiên lại kêu chính mình chờ mấy năm. Có nên hay không? Vạn nhất để người ta bắt được là chuyện nhỏ, mình trở thành si ngốc lại là chuyện lớn. Trần Đắc Phúc trong lòng ngứa ngáy, lại vô cùng phiền muộn, bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt chê cười của Hoa Sơn song quái, trong lòng liền nghĩ kỹ, đáng giận. Dù sao võ công của ta cũng tệ không cứu được, lấy độc trị độc, cũng không có gì hòng. Hắn đã quyết định, không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Tự biết thời gian hữu hạn, vội vàng nắm chặt thời cơ, lật một lần từ đầu tới cuối. Đếm xong, tam đạt bí kíp tổng cộng 99 trang bìa dày và cũ, cầm ở trong tay nặng trĩu. Trần Đắc Phúc hít một hơi thật sâu, chắp tay trước ngực, cầu khẩn nói, tổ sư ra phù hộ, Đắc Phúc nếu nổi điên, thỉnh người hãy hiền linh ngăn cản. Tam bái với cuốn sách, muốn vận khởi chân khí nâng cao tinh thần, đan điền lại trống rỗng, hắn thở dài, lại đánh giám lớn, lúc này mới mở ra bìa sách, nhìn trang đầu tiên của kiếm phù. Tập trung nhìn vào trang kiếm pháp đầu tiên, giật mình bất giác lại xì hơi một cái to. Kiếm phổ này xác thật tà môn, bí kíp bình thường nhất định vẽ hình người luyện công, bằng không đó là kinh mạch huyệt đạo đồ, trên trang giấy này hoàn toàn không có hình người, không có hình ảnh, thậm chí liền văn tự cũng không có. Chỉ thấy tơ hồng lục tuyến, rậm rạp, không biết vẽ bùa quỷ gì. Trần Đắc Phúc lầm bẩm tự nói, nhìn kỹ những đường tuyến kỳ lạ, bỗng nhiên nhìn thấy y những dòng chữ nhỏ viết ở góc nhỏ bên phải. Hắn vội vàng đọc, thấp giọng nói, linh tuyền kiếm pháp. Trần Đắc Phúc tỉnh giác lại đây, linh tuyền đó là căn cơ võ thuật của đại đệ tử Hoa Sơn thứ 9. Phụ lão đều nói, hình như tuyền thạch, ý như suối phun. Hắn từng thấy vài vị sư thúc dùng một lần, quả nhiên khi bất động như là người gỗ, động lên lại tựa quỷ ám thân, thật sự dọa người. Trần Đắc Phúc tuy tuổi còn nhỏ, lại cũng nghe triệu ngũ gia nói qua, hoa sơn kiếm pháp xuất hiện đều là dựa vào bí quyết sư tôn trưởng môn trước đây lĩnh ngộ, kể từ đó, thanh thế tiến bộ vượt bậc, tiến triển cực nhanh. Dưới sự khai sáng của thiên hạ đệ nhất, đại đệ tử thứ 9 khởi luyện tam đạt, sau khi thoát thai hoán cốt, võ công so với đời môn nhân thứ 8 cách một trời một vực. Đệ tử thứ 8 này là đồng lứa với triệu lão ngũ tam lão nhân nếu không phải ngộ tính quá kém, thì cũng là tuổi quá già, cho dù được chỉ dẫn, vẫn là chậm chạp, không thể ngộ được huyền bí tam đạt. Chỉ có thể dựa vào bốn chữ chân quyết minh tĩnh tâm toán luyện một số thủ pháp cổ khác ngoài tam đạt. Cái gì đại toán bản công, thần xứng bồng đà hắc ngô công, không dùng được luận điệu cũ dích. Hiện giờ Trần Đắc Phúc luyện bộ thiết trồi công kia cũng tương tự như vậy. Trần Đắc Phúc là đệ tử thứ 10, chỉ còn có thể học nhảy hạc vũ thất tinh bộ, ngày thường cầm trổi đuổi đánh chó mèo, chính mình còn cảm thấy đáng thương. Hắn thở dài mấy lần, muốn học trộm linh tuyền kiếm pháp, nhưng nghĩ lại nhớ tới căn cơ võ công của đại môn nhân thứ chính, trong lòng lại có chút sợ hãi. Vạn nhất chính mình lại trở thành một mộng tường sư thúc khác, thật sự không được. Đến đỉnh núi Lai Phong trống rỗng, Trần Đắc Phúc không muốn đến đó để tu đạo, ai thán vài tiếng, liền hậm hực lật sang trang tiếp theo. Trang thứ hai cũng đầy những đường tuyến, trên mặt giấy đều là lục hoàng hồng hắc, các đường bốn màu lần lượt thẳng tắp, làm người khó hiểu. Trần Đắc Phúc lười để ý ào diệu, liếc nhìn góc dưới bên phải, quả nhiên nhìn thấy thêm hai chữ Bắc Phong. Hắn ăn một tiếng, thầm nghĩ, Bắc Phong kiếm pháp, đây là võ công của Lữ Sư Bá. Lữ ứng thường, tự là Nhược Lâm, hắn là người nhập môn sớm nhất trong số các đệ tử đời thứ 9, theo địa vị là đại sư huynh của sư Tôn Bất Phàm. Lữ sư bá đã gần 60 tuổi, hiện đang làm quan ở Khai Phong, được coi là thần tử của Quỳnh Quốc Trưởng, ngày thường không thấy được, chỉ có ăn Tết mới có thể gặp mặt. Nhớ tới bao lì xì của lữ sư bá, Trần Đắc Phúc không khỏi hì hì cười, hắn nhìn xuống và lật qua trang thứ ba, trên mặt giấy vẫn là những đường tuyến gọi là Tùng Văn nhìn xuống đọc, tên là Qua Cầu. Và nhìn xung quanh, lật đến trang thứ năm lại là một tam giác to, gọi là Ngũ Tâm. Linh Tuyển kiếm, Bắc Phong kiếm, Ngũ Tâm kiếm, Chí kiếm bình bát phương đâu? Khi lật đến trang thứ 13, Trần Đắc Phúc a một tiếng, thấp giọng nói, Phi Hồng đột ảnh. Đây là võ công hộ thân của phó sư thúc. Phó Nguyên ảnh, hiệu là Vũ Phong, là cường giả võ công thế hệ thứ 9 của Hoa Sơn. Năm đó bất phàm sư Tôn cố ý mời ông ấy trở về núi để phó sư thúc phụ tá dĩnh siêu sư huynh tiếp vị, khó trách võ công ông ấy lợi hại như vậy, hóa ra hắn đã luyện kiếm pháp đến trang 13. Trần Đắc Phúc từng nghe triệu ngũ gia nói qua, phó sư thúc được biết đến là người có thể dự đoán kẻ thù ở cách 13 bước, võ công tuy không thể so sánh với sư tôn bất phàm, nhưng vẫn thần diệu dị thường. Cao thủ tầm thường nếu đối chiêu với ông ấy, vô luận sử dụng chiêu thức gì, 13 chiêu nhất định không thể lặp lại, nếu không phó sư thúc sẽ bất chợt sử dụng phi hồng nhất kiếm đắc thắng đây là ngọn nguồn của phi hồng đột ảnh nếu lâm tiên sinh ổn trọng vũ phong tiên sinh phiêu giật mộng tường tiên sinh phóng đảng đại môn nhân thế hệ thứ 9 nắm giữ tam đạt bí quyết võ công tiến nhanh liền cũng tạo ra không ít danh gia nhưng vô luận là phó nguyên ảnh hay lữ ứng thường một khi so sánh với ninh bất phàm bọn họ đều còn kém quá xa theo triệu ngũ gia nói tư chất của triệu lão ngũ hắn là thứ nhất trong số những người hạng hai, còn phó sư túc là người thứ hai trong số những người hạng nhất, còn người thứ nhất trong số những người siêu hạng chỉ là sư tôn bất phàm. Đừng nhìn bất nhập lưu chung bất nhập lưu, chính là hoa sơn song quái. Những người tư chất có hạn, chỉ có thể dập theo khuôn cũ, tuy luyện tâm pháp mà sư tôn bất phàm bổ chú ra, tuyệt không có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, càng không thể trở thành người trung hưng hoa sơn. Tư chất, tư chất, thật là hai chữ tàn nhẫn, đây là tạo hóa của mỗi người. Hoa Sơn Môn Quy viết đến Minh Bạch, đệ tử qua tuổi 35, ở lại Ngọc Thanh Quan chỉ có thể có ba loại người. Loại thứ nhất là những kiếm khách thiên tư tối cao bổn sơn, như Ninh Bất Phàm và Tô Dĩnh Siêu, bởi vì bọn họ tư chất vô ngăn vô tận, cho nên vĩnh viễn không có ngày nghệ thành nên không được phép xuống núi. Loại thứ hai là những người có năng lực nhất bổn sơn. Bọn họ phụ tá trưởng môn, kiểm soát trong ngoài, chỉ dẫn sau tiến, như Triệu lão ngũ, phó nguyên ảnh đều thuộc loại này. Vì vậy, họ cần phải ở lại trên núi để giúp đỡ. Loại thứ ba còn lại là những người như Hoa Sơn song quái, những người này sau khi xuống núi, nếu không bị người chém chết thì cũng sẽ gây họa lớn, để tránh nhục nhã bồn môn, khuyên bọn họ an trụ bổn sơn, đảm nhiệm chức trưởng lão. Nghĩ đến đây, Trần Đắc Phúc bỗng nhiên ngơ ngẩn phát ngốc. Còn bản thân mình thì sao? Mười năm nữa, mình cũng sẽ đến tuổi 35, đến lúc đó đi con đường nào, cần phải nghĩ thật kỹ. Hắn có thể học xong quái ở lại trong núi, cũng có thể học sư thúc bá rời đi, theo sự nghiệp lang bạt giang hồ. Với năng lực của hắn sao? Cầm chổi sắt đánh loạn không phải là mạo hiểm mạng sống sao? Trần Đắc Phúc ha cười trong mắt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Quên đi, nhân vật nhỏ bé như hắn, khi đến lúc sẽ về nhà làm ruộng. Quê quán hắn ở vùng chiết mân, năm huynh đệ đều phân chia đồng ruộng, đào đất trồng trọt, dưỡng chó nuôi mèo, cuối cùng trở thành người hoa sơn khi niên thiếu. Sau này khi nói chuyện quá khứ với nhi tử, cũng có vài phần lỗi lạc hào khí. Võ Lâm chính là như vậy, thiên tư sở định, không phải do người. Muốn mạnh mẽ xuất đầu. Không phục ông trời an bài, bay tới lai phong, mộng tường sư thúc chính là một ví dụ sống sờ sờ. Nghĩ đến những giọt nước mắt của mộng tường sư thúc, Trần Đắc Phúc đột nhiên mất hứng thú, hắn nằm bò trên bàn, lười biếng tựa cầm lên bàn, tùy tay đặt tam đặt kiếm phổ trước mặt, lật sang trang thứ 14. 13 trang đầu tiên đều khai triển một bộ kiếm pháp, Linh Tuyền, Bắc Phong, Tùng Văn, Tam Thanh, Ngũ Tâm. Một chúng sư thúc bá chuyến này đi giang hồ, quả nhiên thắng nhiều bại ít, rất có môn đạo. Chỉ là kiếm pháp vô luận cao minh như thế nào, đều chỉ là kiếm Trần Gian, từ trang 14 trở đi mới thuộc về đôi thầy trò Ninh Bất Phàm, Tô Dĩnh Siêu. Không có ý học trộm, Trần Đắc Phúc hiểu rõ tư chất của mình, hắn chỉ là một con mèo nhỏ vô dụng, hắn chỉ muốn xem chi kiếm trông như thế nào, tương lai có lẽ có thể nói hưu nói vượn với lão bà nhi tử. Khi đuổi mũi đuổi dán còn có thể có tác dụng. Khi lật sang trang 14, không có đại danh kiếm pháp dung trời giới vang, chỉ có mấy cây quái tuyến lung tung rối loạn, trông lại đen nghìn nhịt một mảnh. Trần Đắc Phúc ngáp dài, lật nhìn vào trang 15. Đang buồn ngủ, thấy trang 15 biến thành một hình vuông lớn với hai con mắt tròn xoe ở giữa, một chút cũng không giống chi kiếm. Mà ngủ đánh úp, Trần Đắc Phúc càng ngày càng thất vọng, 16 17, 18, 19. Một đường xốc đến trang thứ 98, ngoại trừ các hình vuông lớn và các khối nhỏ, tam giác ngũ giác, không có hai chữ chi kiếm. Trần Đắc Phúc buồn ngủ quá mức, định gập kiếm phủ lại, chợt nhớ ra còn một trang nữa mình chưa nhìn, nên từ mặt sau của cuốn sách mở ra, nhìn vào trang 99. Ở trang 99, cũng là trang cuối cùng, Trần Đắc Phúc nhíu mày nhìn xem, lập tức nhìn thấy một quả trứng vịt lớn. Quả trứng vịt lớn rất tròn, phía trên còn có một hàng chữ, biến hình vuông thành hình tròn, biến hình tròn thành hình vuông, đây là phong cách của người nhân tư. Người nhân tư, Trần Đắc Phúc nhảy dựng lên, lầm bẩm đây là nhân kiếm chân âm dương. Không thấy được chi kiếm lại thấy được nhân kiếm, đây là có chuyện gì? Trần Đắc Phúc suy nghĩ hồi lâu, trong giây lát đã hiểu đạo lý. Vì sao Vũ Phong Sư Thúc có thể 13 bước chế địch? Vì sao tìm không thấy hai chữ chi kiếm? Hóa ra 98 trang đồ tuyến phía trước chính là chi kiếm bình bát phương. Chỉ cần có thể phá giải hết, đại triệt hiểu ra, tâm pháp tổng hợp mới là chi kiếm. Dĩnh siêu sư huynh, Trần Đắc Phúc lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm người thật sự quá được rồi. Sau ninh bất phàm, có người liên tục phá giải 98 trang, hoàn thành chi kiếm bình bát phương đó chính là trưởng môn đương nhiệm Tô Dĩnh Siêu. Vốn tưởng rằng Phó Sư Thúc cùng trưởng môn võ công chỉ sàn sàn như nhau, hiện nay xem ra, một người cầm 98 phân, một người cầm 13 phân, chỉ nói về ngộ tính kiếm pháp, hai người ai cao ai thấp, thật sự vừa xem hiểu ngay. Dĩnh Siêu Sư Huynh cầm 98 phân, hắn còn kém một phân, đó chính là tờ nhân kiếm cuối cùng. Oanh động cấm giới thiên hạ võ học, nhân kiếm chân âm dương, trong số 99 bức tranh, chi kiếm chiếm 98 trang, nhân kiếm uy danh như thế, lại chỉ có kẻ hèn một bức, đủ thấy tầm quan trọng của trang vẽ này. Nhưng đây là gì? Bánh nướng lớn, trứng vịt lớn, đại rùa đen, mặc kệ gọi nó như thế nào, tóm lại thứ này chỉ là một vòng tròn lớn, được vẽ ngay giữa trang giấy. Trần Đắc Phúc vẻ mặt khó hiểu, hắn không hiểu Thiên Ẩn Đạo Nhân suy nghĩ cái gì có lẽ lão ngày đó ăn bánh trung thu, ngắm ánh trăng, cho nên vẽ lung tung một quả trứng vịt lớn. Nhưng bất phàm sư tôn viết biến hình vuông thành hình tròn là có ý gì? Điều này có liên quan gì đến chữ nhân? Lười nghĩ nhiều, dù sao chính mình cũng luyện không thành. Trần Đắc Phúc nhìn chiếc bánh nướng lớn trên tờ giấy, đột nhiên cảm thấy đói bụng, nập tức từ tủ bát lấy ra một chiếc bánh nướng thật, dựa vào cửa bếp và bắt đầu nhai ánh nắng mùa đông chiếu rọi trời trong nắng ấm đêm qua tuyết rơi dày đặc hậu viện đã thành một màu trắng bạc trần đắc phúc hai ba ngoạm ăn xong chiếc bánh lớn muốn đi vào trong sân làm người tuyết hắn hưng phấn đi vào trong viện chưa kịp chộp lấy tuyết liền nhìn thấy trên tuyết có vết tích cúi đầu xem lại có ai đó đã vẽ một vòng tròn vòng tròn có đường kính khoảng một thước vẽ đến rất tròn giống như chiếc bánh nướng lớn trong tam đạt kiếm phủ nằm ngủ trên mặt tuyết. Trần Đắc Phúc nghi ngờ, lẩm bẩm tự nói, ai nhàm chán như vậy, sao lại vẽ bánh nướng lớn ở đây thế? Khi đi dọc sân viện trong nghi hoặc, chỉ thấy một cái bánh nướng lớn, hai cái bánh nướng lớn, ba cái bánh nướng lớn. Có những chiếc bánh lớn phủ đầy tuyết ở sân sau. Từng cái một sắp hàng trận thức, tựa như quân đoàn bánh nướng. Đảo mắt lại xem, dưới lòng đất lại có một nhóm hình vuông khác, hai hình vuông, ba hình vuông, lại có một quân đoàn hình vuông, tự hồ muốn chiếm phạm vi đại chiến. Trần Đắc Phúc trong lòng cả kinh, hào tiểu tử, mộng tường sư thúc đã trở lại sao? Nhớ tới kẻ điên hành vi quỷ dị, trong lòng không khỏi sợ hãi, bước qua quái đồ đầy đất, đến gần một cây cây, ngạc nhiên nhìn thấy một chiếc bánh tròn to được vẽ bên cạnh cây cây dài khoảng 10 thước, ở giữa chiếc bánh tròn có một hình vuông lớn, trong hình vuông có một hình tròn nhỏ trong hình tròn nhỏ có một người đang nằm, trên tay ôm một thanh trường kiếm. Trần Đắc Phúc kinh hãi nói, mộng từng sư thúc. Người bay tới điên rồi. Đang định bước tới, đột nhiên thấy người nọ ngồi dậy, trợn mắt nhìn chính mình. Trần Đắc Phúc hét lên một tiếng, đang muốn tránh thoát về phía sau, chợt thấy người nọ có đôi mắt mèo to, tướng mạo anh Tuấn, Trần Đắc Phúc cả kinh nói, trưởng môn nhân. Là ngươi sao? Người ngồi trước mặt đúng là Tô Dĩnh Siêu, khuôn mặt hắn tiểu tụy, dưới cằm có râu ngắn, như thể đã ngủ cả đêm dưới nền tuyết. Lại nói Tam đặt kiếm phổ sao lại ở trong bếp? Hóa ra trưởng môn đã trở thành vua bánh nướng, suốt cả đêm vẽ bánh. Mắt thấy sư đệ vẻ mặt kinh ngạc, Tô Dĩnh Siêu cũng không giải thích nhiều, chỉ dựa vào gốc cây lớn, duỗi tay che mặt, thấp giọng nói, "Phó sư thúc đã trở lại chưa?" Trần Đắc Phúc lẩm bẩm, "Còn còn chưa tô dĩnh siêu im lặng không nói tự mình nhặt thanh trường kiếm lên lại vẽ một hình vuông lớn trên mặt đất trần đắc phúc thấy hắn cư xử khác thường không khỏi cả kinh nói trưởng môn nhân ngươi ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy tô dĩnh siêu nhìn những chiếc bánh nướng lớn trên mặt đất nhỏ giọng nói ta muốn vẽ một hình vuông để tạo thành một hình tròn chương chín nan đề không lời giải hồi ba hình tròn vẫn là hình tròn Hình vuông vẫn là hình vuông, không biết vẽ như thế nào. Trần Đắc Phúc đầy mặt kinh ngạc, hoảng nói: "Trưởng môn nhân, ngươi, ngươi khỏe không?" Tô Dĩnh Siêu thở dài, chỉ vào hình vuông trên mặt đất, trầm giọng nói: "Ta muốn vẽ một hình tròn cùng kích thước với hình vuông này. Không vẽ ra được, ta không thể ngủ yên." Trần Đắc Phúc cười gượng nói: "Này rất khó sao?" Tô Dĩnh Siêu cầm trường kiếm trong tay lên, yên lặng nói: "Không được dùng thước." không được dùng đấu chỉ có thể dùng thanh kiếm này người nói có khó không trần đắc phúc nào biết khó hay không khó còn cần hỏi chợt nghe sau bếp truyền đến tiếng bước chân một người hô dĩnh siêu người ở đâu quốc trưởng sai người tìm ngươi một ông lão từ cửa bếp quay lại chính là triệu lão ngũ trần đắc phúc đang muốn trả lời chợt thấy tô dĩnh siêu rút trường kiếm ra đặt lên cổ mình trần đắc phúc đại kinh thất sắc thế to trưởng môn đừng làm việc ngu ngốc vừa dứt lời tay tô dĩnh siêu khẽ cử động lưỡi kiếm lạnh lùng hướng về phía cầm hắn kiếm đao mềm nhẹ nơi đi qua từng sợi dâu đều rơi xuống triệu lão mũ cũng một thân mồ hôi lạnh liền nhìn trần đắc phúc gõ lên chán hắn lắc đầu nói kêu bậy bạ không chết cũng bị ngươi hù chết trần đắc phúc cười gượng nói xin lỗi ta chỉ là chỉ là cho rằng khi nói chuyện tô dĩnh siêu trình lại bộ dạng thấp giọng nói vài câu với triệu lão ngũ hắn đi vào sau bếp cầm tam đạt kiếm phổ rồi rời đi trước mắt thấy triệu lão ngũ cũng muốn rời đi trần đắc phúc vội vàng kéo hắn lại hỏi ngũ ra biến hình vuông thành hình tròn là có ý gì triệu lão ngũ ngạc nhiên nói cái gì biến vuông thành tròn trần đắc phúc vội vàng nói chỉ là vẽ hình vuông thành hình tròn triệu lão ngũ cười ha ha nói, cái này, còn không phải dễ dàng sao? Nói tùy tay từ cửa bếp lấy một cái thùng gỗ tròn lên, đặt lên đầu vuông của Trần Đắc Phúc, cười nói, nhìn xem, cái này không phải biến hình vuông thành hình tròn sao? Mắt thấy trưởng lão nghênh ngang rời đi, Trần Đắc Phúc cười gượng hai tiếng, sờ sờ thùng nước trên đầu, hãy còn ngu si. Quỳnh Phương náo loạn một đêm, lúc sau thể lực không trông đỡ nổi, cuối cùng kiệt sức ngủ thiếp đi trong lúc ngủ mơ lư vân dường như ngừng lại mơ màng hồ đồ khi mở mắt ra đã là chính ngọ ngày thứ hai quỳnh phương thấy mình đang ngủ trong đống rơm giả đắp chăn ấm trên người nhưng lại không thấy lư vân nàng hoảng loạn bò lên nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở trong một môi miếu đổ nát không những không thấy bóng dáng của đại thủy quái ngay cả gánh mì cũng biến mất không thấy lư vân thất tín bỏ chạy vẫn từ bỏ chính mình Quỳnh Phương buồn đến mức bật khóc, nước mắt chảy xuống, khóc dòng nói, cuồng đồ lớn mật. Trả lại tiền cho ta, nàng vội vàng mang giày tất rồi lao thẳng ra cửa miếu. Vừa định mở miệng gọi, chợt nhìn thấy một gánh nghỉ bên cạnh cửa miếu, một nam tử đang lặng lẽ ngồi xổm châm lửa, đúng là lư đại lão bàn. Quỳnh Phương lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, thầm nghĩ, dọa chết người. Lần tới ngủ muốn choi hắn lại, tránh lại đào tàu lần nữa đến nỗi lư vân thần công cái thế có cắt đứt dây thừng và tự mình trốn thoát hay không cũng không kịp suy nghĩ sâu xa ngày trừ tịch sau giờ ngọ tuyết rơi dày đặc liên tục đã ngừng chính ngọ thời tiết trong xanh ánh mặt trời chiếu khắp nơi tuyết trên đường tan nhanh chóng quỳnh phương thần thanh khí sảng đi qua thấy ghế trước quán trống rỗng không thấy một người khách nhân lại đây ăn mì quay lại nhìn đường phố phía xa trên đường người đi đường lui tới, thấy ẩm ý náo nhiệt. Giữa những con phố đông đúc, chỉ có quán mì này vắng lặng, không có một bóng người khách nào. Lửa đã nhón lên, nước cũng đã sôi, quán phở thơm lừng nhưng tất cả đều bị ông chủ này phá hỏng. Vị học giả già ngồi xổm xuống nhìn ra đường, toàn chấn náo nhiệt biến mất, xác ướp trăm năm nấu mì bưng bát, cương thi nghênh đón khách, khách nhân lại không phải mua quan tài, ai còn có thể nuốt trôi. Giao hàng giao hàng, không gọi có thể nào bán. Mua cười mua cười, không cười ai tới mua. Quỳnh Phương nhìn đến âm thầm lắc đầu, nàng liếc nhìn Lư Vân, thở dài, Lư Đại ca A, chuyện buôn bán của Huynh thật dọa người, xem ra món mì của Huynh khẳng định khó ăn. Đang nói chuyện vui vẻ, chợt thấy Lư Vân trầm mục không nói, hình như có vẻ không vui, Quỳnh Phương vội thè lưỡi, bò tới sau lưng Lư Vân, nị thanh nói, xin lỗi, đùa với Huynh chút thôi đừng tức giận. Quỳnh Phương vốn đang có một giấc mơ ngọt ngào, chưa kịp trải vuốt y chang, một đầu tóc đẹp tán rũ hai vai, trông lại cực kỳ lười biếng. Một khi ghé vào sau lưng Lưu Vân, tóc đẹp liền lập tức buông xuống, xóa vào mặt Lưu Vân, bộ ngực mềm mại càng dán vào lưng hắn, mảy may không chút nghi kỳ. Lưu Vân lắp bắp kinh hãi, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng vung tay trái, lật Quỳnh Phương lên chiếc ghế trúc phía trước nói ngồi xuống ta nấu mì cho ngươi ăn quỳnh phương cười ngâm ngâm mà ngồi xuống buộc búi tóc lại cười hỏi này chúng ta ở đâu lư vân thêm than đưa lò nhàn nhạt, nhạt nói hoài an quỳnh phương âm thầm ngạc nhiên không thể tưởng được lư vân gánh mì trên vai lại chịu thêm sức nặng của một người khác sức của đôi bàn chân vẫn rất khỏe mạnh có thể đi bộ hàng trăm dặm vào ban đêm xem cước trình của hắn thần tốc như thế trước nguyên tiêu nhất định có thể đến kinh thành. Đang suy nghĩ, phía xa chợt nhìn thấy một chiếc đũa cắm dưới đất, hình như là của Lưu Vân. Mắt thấy đại thủy quái vội vàng nấu mì, Quỳnh Phương liền hưng phấn đứng dậy đi xem, đến gần thấy đôi đũa cắm vào phiến đá xanh, sâu mấy tấc, trên mặt đá có viết chữ, phiến đá cứng như sắt. Lại có thể khắc chữ nên chắc chắn là việc làm của Lưu Vân. Quỳnh Phương cúi đầu nhìn dòng chữ, chỉ thấy hình chữ hẹp dài, thân bay lên rõ ràng là chữ thể triển chữ triển chuyên để khắc văn bia đá người thời nay rất ít viết quỳnh phương rốt cuộc xuất thân dòng dõi thư hương vẫn có thể nhận ra ảng ngơ ngẩn nhìn sau một lúc lâu không khỏi thấp giọng ngạc nhiên hận nơi xa lưu vân đang nấu mì nhìn bóng dáng hắn bình tĩnh lại cũng nhìn không ra có hận ý hay không lại nhìn xuống đất lần nữa nhìn thấy dòng chữ triển nhỏ cùng với chữ hận trước đó tổng cộng là bảy chữ hận oán bi khổ tăng nộ sân. Sự gãy gọn không có những điểm khúc khuỷu, truyền tải sâu sắc ý nghĩa dọc ngang, cướp bóc, mổ xẻ. Bên cạnh bảy chữ còn có một dòng chữ khác là nhân ái từ hiếu sỉ nghĩa liêm. Thể chữ chữ phẳng, vuông và ngang, cổ sơ sắc nét là bảy chữ lối viết lệ cổ xưa. Thể chữ nguồn gốc từ thời nhà Tần, đạt đến cực thịnh thời Đông Hán. Quỳnh Phương khi còn nhỏ đã từng viết lại chương cảnh bi, sự thần bi, tự biết chữ lệ cổ, thì bút khó có thể chạm đến, nàng thấy chữ nhân tràn đầy áp lực, lên xuống rất chặt, tả hữu thư thái, như thể ông trời đã dẫm nát chúng vậy, u uất rồi lại thành thế bằng phẳng. Nàng lòng tràn đầy tò mò, lập tức đứng dậy tới xem, nhìn mặt đất cạnh miếu tràn ngập văn tử, nàng lầm bẩm đọc, là ghét người ta mà có được lòng nhân từ người không có tình yêu tất không có oán, kẻ ác sẽ không có lòng từ bi, hiếu mà có khổ, hận thù đi kèm với xấu hổ, chính nghĩa từ giận dữ mà ra. Đọc chậm rãi từng chữ, chỉ thấy nét bút càng lúc càng nhanh, dần dần từ tang thương sang hỗn loạn, chuyển thành chữ thảo trương, chuyển thành chữ hành thảo, rồi sau đó điên cuồng thê lương, cuối cùng lấy thái độ cuồng thảo phác họa nên thiên địa. Quỳnh Phương hoa mắt hỗn loạn, chỉ có thể nỗ lực phân biệt bảy nỗi khổ của trời đất, phá vỡ bảy trở ngại lớn trong mối quan hệ của con người, toại xá thiện ác chi tâm, gọi là. Hai thể chữ khải cuối cùng, Quỳnh Phương nhìn xuống đất, che miệng kêu sợ hãi, kiếm thần. Trong lúc phát ngốc, Lưu Vân cũng đã nấu mì xong, nghe hắn kêu, Quỳnh cô nương, lại đây ăn mì. Lão cha kêu ăn mì, Quỳnh Phương vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó vội vàng ngồi lại trên ghế, trên tay cầm hai chiếc đũa gõ đập nghịch ngợm lư vân bưng mì đến nhìn thấy cái bát to như cái chậu hơi nóng phả vào đủ để rửa mặt quỳnh phương liếc nhìn những chữ lạ trên phiến đá rồi lại không dám gọn gàng dứt khoát mờ miệng hỏi lập tức há miệng chậm rãi ăn suy nghĩ chốc lát sẽ hỏi sau lư vân thấy nàng ăn ngon lành liền ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi ăn ngon không quỳnh phương thấy hắn đầy mặt quan tâm nghĩ đến rất để ý danh tiếng khách nhân trong lòng liền nghĩ, ta nếu nói khó ăn, hắn nhất định nửa ngày không để ý tới ta, nhưng nếu nói ngon, hắn không chừng lại bưng tới một bát nữa, sẽ nôn ra mất. Không nói được, cho hắn chút phiền toái đi, lập tức nhíu mày than nói, mì của huynh rất ngon, tính đến là thiên hạ đệ tứ. Quả nhiên, Lưu Vân thấy có chút kỳ lạ, vội nói, thứ tư. Quỳnh Phương nói bậy bạ, Tôi đã nghiên cứu kỹ và phát hiện ra rằng có ba quán mì ở Bắc Kinh ngon hơn quán của Huynh, nước mì kia, chật chật chật. Nàng không nấu ăn, nên cũng không biết miêu tả hương vị như thế nào. Đành chỉ nói qua, nghĩ một từ đáng giá ngàn lời nói, Lưu Vân tất sẽ tin tưởng. Chật lưỡi hồi lâu, Lưu Vân lại chỉ nhìn chính mình, vẫn bất đồng. Dường như đang chờ rửa bát, Quỳnh Phương thấy bát mì kia đầy nước, chính mình ăn xong bụng phát trướng nàng mặt ù mày ê nhai mì, chợt thấy một con chó hoang nhỏ đang đi đến từ ven đường, bộ dáng cũng uể oải ỉu xìu, Quỳnh Phương lập tức đặt đũa xuống, chỉ lên đỉnh miếu, kinh hãi nói, hắc y nhân. Lư Vân trong lòng dùng mình, không kịp nói gì, chốc lát đã bay lên đỉnh miếu, thân pháp thật là cao tuyệt. Quỳnh Phương vội vàng gọi tiểu cầu tới, bưng cả tô mì qua. Không lâu sau, Lưu Vân chậm rãi đi trở về, hỏi, Quỳnh cô nương, người mới vừa rồi thật sự nhìn thấy hắc y nhân. Quỳnh Phương từ ven đường đứng lên, cầm một cái bát trống trong tay, buồn bực nói, cái gì hắc y nhân? Lư Vân nhíu mày không nói gì, đoán chừng mình sống lâu trong thác nước, nhiều ít sẽ nhìn thấy ảo giác, đành phải gật đầu. Hắn liếc nhìn thì thấy một con chó hoang nằm bò bên cạnh, lười biếng gãi gãi chân, không biết tới từ khi nào. Cũng không hỏi nhiều, thấy Lư Vân cầm bát, ngồi xổm xuống đất dừa. Quỳnh Phương muốn hỏi về chữ viết thấy lúc trước, nên ngồi xổm xuống cạnh Lưu Vân, cầm một chiếc đũa gỗ, Kiều Thanh nói, Lưu ca ca, hai ta viết câu đối xuân chơi, được chứ, câu đối xuân vốn là để xua đuổi tà ma, đời sau ăn tết, bá tánh sẽ viết những lời tốt lành trên giấy đỏ để mừng năm mới, với xuất thân của Lưu Vân Trạng Nguyên, tất là cao thù. Nàng không đợi Lưu Vân đáp ứng, đã cầm đũa lên viết chữ trên tuyết đọng thấy là ngũ phúc lâm môn nàng đem chiếc đũa giao cho lư vân lại cười nói đến lượt huynh lư vân lắc đầu nói không viết xem ngươi chơi đi quỳnh phương mắng nói không muốn không vui ngươi nhất định phải viết nói xong liền nhét đũa vào tay lư vân khăng khăng muốn hắn tới viết lư vân hơi trầm ngâm lẩm bẩm từ khi ra khỏi thác nước ta chưa vẽ gì cả luyện một chút vầy nói chờ tay cầm lấy đũa gỗ, tay phải ấn vào thân đũa, ngón trỏ móc nhẹ, dùng lòng bàn tay đỡ nó lên như cầm lấy cán bút, cắm chiếc đũa xuống đất, trong nháy mắt một đường thẳng dài hiện ra. Quỳnh Phương vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tay trái của Lưu Vân duỗi ngang, tay phải giữ chặt đũa mục, nháy mắt chuyển qua góc vuông, lại cắt ra một một đường ngang khác. Trong chốc lát, bốn đường thẳng được vẽ ra, từ đất cứng hiện ra một hình vuông các góc vuông đều thẳng tắp, chiều dài và chiều rộng mỗi chiều một thước. Người bình thường lấy ống mực đo đạc sợ cũng không vẽ được thẳng như vậy. Quỳnh Phương vẻ mặt mê hoặc. Nhíu mày nói, Lư ca ca, đây, đây là cái gì? Lư Vân đạm nhiên nói, đây là công pháp ta luyện, trước kia mỗi ngày ở dưới thác nước đều phải vẽ ra. Quỳnh Phương cả kinh nói, vẽ để luyện công. Đây là loại công pháp gì? Lư Vân nói, đây là công phu đối phó với thác nước lớn. Hắn thấy Quỳnh Phương vẻ mặt khó hiểu, liền giải thích nói, ta ở hoang đảo hai năm, mỗi lần có thác nước lớn tràn tới, đều phải nỗ lực hết sức, đau khổ dãy rủa sau vì giải cứu tính mạng của Tiêu Bạch Long, càng bị dòng nước lớn ập tới, nói đến rất thê thảm. Quỳnh Phương chỉ ở thác nước vài canh giờ, đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, nghe Lưu Vân nhắc tới chuyện cũ, tất nhiên là thở dài lư vân lại nói ta may mắn rơi xuống thủy động mỗi ngày nhìn vào bức màn nước của thác nước luôn bị mắc kẹt trong lòng càng nghĩ càng không phục ta muốn chờ cơ hội báo thù thác nước quỳnh phương cả kinh nói báo thù lư vân gật gật đầu nói ta muốn đánh bại thác nước bạch thủy một ngày kia có thể dựa vào hai tay hai chân của mình bỏ lên đỉnh vượt qua thác nước quỳnh phương ngây giải nàng từng thân sức mạnh của thác nước biết sức mạnh của nó rất lớn thiên địa không người có thể kháng cự, không khỏi hoảng nói, huynh. Huynh đang nói đùa sao? Lư Vân thở dài ta một thân không vướng bận, còn có thể nói cười gì? Hắn nhìn hình vuông dưới đất nói, khi đó ta nghĩ tới nghĩ lui, tự biết chính mình tập luyện nội công quá sớm, hơn nửa năm đó khăng khăng bắt trước võ học đạo gia, nhiễm trở về một thân thợ khí. Tuy nói võ công có hình dạng, lại cũng từ đây không thể cứu vãn. Giống như hình vuông vừa rồi không thể cuộn tròn, không thể mài rũa, ngày sau vĩnh viên không thể trở thành vĩ nhân. Quỳnh Phương xuất thân võ học thế gia, tự cũng nghe nói qua loại học vấn này, dường như người càng tài giỏi thì càng không thể luyện tập võ thuật thượng thừa quá sớm, để tránh ngộ tâm chịu hạn chế, ngày sau không có lợi. Nàng ngây người sau một lúc lâu, lầm bầm lại hỏi, sau thì sao? Huy đã làm gì? Lư Vân nói, năm ấy 32 tuổi, ta nhặt được kiếm thần cổ phủ, từ đây võ công tiến nhanh, chỉ là ta chấp mê với kiếm hận, nhưng lại rơi vào một cái hố khác. Quỳnh Phương cảm thấy kinh ngạc, cuộc đời nàng dù chưa gặp qua côn luân kiếm thần, nhưng cũng biết người này từng cùng ninh bất phàm chiến đấu kịch liệt ngàn chiêu, kiếm pháp cực kỳ lợi hại, há liêu lưu vân lại vẫn cảm thấy không đủ. Vội nói, lư ca ca, người cảm thấy chắc. Chắc gì đó không lợi hại sao? Lư Vân lắc đầu nói, cũng không phải võ công tâm pháp của chắc lăng chiêu tất nhiên cao chỉ là võ học của hắn có khuyết điểm lớn hắn quá mạnh quỳnh phương cả kinh nói mạnh không phải tốt sao có cái gì không đúng rồi lư vân lắc đầu nói chắc lăng chiêu dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn thác bạch thủy nếu không phải như thế năm đó ta xuống nước lấy tâm pháp kiếm thần cũng sẽ không bị cuốn đi bên tai vang lên tiếng khóc của tiểu bạch long quỳnh phương hồi tưởng câu chuyện của hắn liên tục gật đầu. Lưu Vân nhìn bức tranh trên mặt đất, thấp giọng nói: "Quỳnh cô nương, Lưu Mỗ sở dĩ rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, tất cả đều là bởi vì tính tình bướng bỉnh của ta. Ta vô luận gặp khó khăn gì, đều sẽ đối mặt trực diện với chúng, tuyệt không quanh co. Nhưng con đường nhân sinh nhiều gian khó hiểm trở, có rất nhiều ngọn núi cao không thể leo lên được. Cho nên ta sau khi rơi vào thủy động, liền muốn tìm ra một biện pháp." để những người như ta ngày sau có thể sống sót. Nhớ tới phụ thân quật cường, Quỳnh Phương tâm sinh thương hại, dưng dưng nói, Lư ca ca, huynh đã tìm thấy chưa? Lư vân chỉ vào hình vuông dưới đất, lộ ra nụ cười hiếm thấy nói, Quỳnh cô nương, ta muốn lấy hình tròn ứng phó thế gian. Quỳnh Phương ngơ ngác hỏi lại, hình tròn. Lư Vân nghiêm nghị nói, tròn. Chính là tròn, duy độc hình tròn, mới có thể đối mặt gian nguy nhân sinh, mới có thể bước ra khỏi thác bạch thủy. Nhìn, ngươi nhìn xem, hắn cầm đũa vẽ vài nét trên mặt đất, không chờ tay kịp, bùn tuyết lăn qua lộn lại, trên mặt đất xuất hiện một bản vẽ, nhưng thấy dài ngắn hệt nhau, các góc đều giống nhau, đó là một hình ngũ giác đều. Quỳnh Phương lẩm bẩm, đây là một hình năm cạnh hoàn hảo không phải hình tròn. Lư Vân chỉ vào môi ra hiệu im lặng, lại từ thùng nước lấy ra một chiếc đũa, tả hữu so góc đối đồ liền lại ngay tại chỗ vẽ lên, lúc này lại vẽ vẽ sáu cạnh đều đặn. Quỳnh Phương ngơ ngác nhìn, chỉ thấy Lưu Vân nhảy vọt bỏ qua bảy cạnh, trực tiếp vẽ tám cạnh, lúc sau nhảy bỏ qua chín cạnh, rồi lại vẽ mười cạnh, bản vẽ tinh tế dày đặc, đều là những hình dạng có cạnh thăng. Mắt thấy Lưu Vân họa đến như si như cuồng, rất có phong thái điên cuồng, Quỳnh Phương cảm thấy rất lo lắng, vội nói, Lư ca ca, huynh, huynh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Lưu Vân cũng không để ý tới, ngược lại bò ngã xuống đất chuyên chú vẽ. Lúc này hắn vẽ rất chậm, rất chậm khi chụp góc và vẽ đường, thận trọng phi thường. Quỳnh Phương thấy thần thái hắn trịnh trọng, tự biết đang là một việc lớn, nhất thời không dám ngăn trở, chỉ phải lẳng lặng quan sát. Quá đến sau một lúc lâu, Lưu Vân hít một hơi dài, cuối cùng cũng đứng dậy. Quỳnh Phương ghé đầu sang xem, kinh ngạc khi nhìn thấy một bức tranh kỳ lạ trên mặt đất. Hình biên phức tạp trông giống như một hình tròn nhưng không phải hình tròn, lại có một số góc. Nàng lòng tràn đầy buồn bực, lẩm bẩm hỏi: Đây là tròn sao? Lư Vân lắc đầu nói: Người đếm xem, nó có bao nhiêu cạnh? Quỳnh Phương cúi đầu đếm hết, một năm một mười mà tính, mở mịt liền nói: 17 bảy cạnh. Lư Vân mỉm cười nói: đúng là 17. bảy. Ta ở Thủy Liêm động hao phí vô số tâm lực, rốt cuộc ngộ ra chính đạo cũng tạo ra thứ 17 này. Dựa vào thứ này, nếu để ta trở lại hoang đảo, vô luận thế nước dồn dập cỡ nào, ta đều có thể vượt qua. Quỳnh Phương ngây giải, không dự đoán được quyền cước võ công có thể liên quan đến tranh vẽ. Nàng không rõ lý do, cũng không biết hỏi từ đâu, chỉ có thể lẩm bẩm tự nói, như vậy. Vậy, vậy tại sao Huynh lại vẽ 17, sao không vẽ 18, 19, có phải hay không Huynh? huynh không vẽ được, nàng tự biết nói quá mức khinh nhiệt, liền sợ chọc Lưu Vân phát hỏa, vội vàng cúi đầu ho khan để che đầy. Lưu Vân lại cũng không tức giận, gật đầu liền nói, người nói không sai. Ta không giải được cạnh 7, cạnh 9, cạnh 11, cạnh 13, ta sau lại suy tư 2 năm, mới vừa rồi đã hiểu một đạo lý. Nếu muốn vẽ một bức tranh không cần thức kẻ thì phải tuân theo một quy tắc chung hắn sợ Quỳnh Phương mất kiên nhẫn, nên vội vàng viết chữ tam và ngũ trên mặt đất, giải thích có thể vẽ ba cạnh, cũng có thể 5 cạnh. Sau khi ta vẽ ra 17, cũng phát giác một trình tự, nhìn xem, 3 giảm 1 còn 2, 5 giảm 1 là 4, 17 giảm 1 là 16. Người nhìn ra đạo lý không? Quỳnh Phương mở mịt nói, cái gì và cái gì? Lư Vân nói, 3 trừ 1 là 2, 5 giảm 1 là 2 nhân 2, 17 trừ 1 là 2 x 2 rồi 2 x 2, 1 cái 2, 2 cái 2, 4 cái 2, 8 cái 2, 16 cái 2. Tất cả những số nhân này cộng 1, các số thu được đều có một ký tự. Những con số này không có số nào trên thiên địa ngoại trừ chính chúng tự tiêu diệt. Quỳnh Phương nghe được toàn thân phát ngứa, Lư ca ca, huynh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lư Vân giống lên, không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội nói, ta. Ta muốn vẽ hình tròn, quỳnh phương hét lên một tiếng tùy tay dưới mặt đất vẽ một quả trứng vịt lớn lớn tiếng nói đây không phải tròn sao lư vân xua tay nói không đúng không đúng cách của ngươi không đủ tròn tâm của ngươi lệch lạc quỳnh phương thấy hắn điên điên khùng khùng nhịn không được hét lên lư vân vội vàng giải thích nếu muốn tay không vẽ một hình tròn hoàn hảo cũng không phải là chuyện dễ dàng ta đã vẽ mấy vạn hình tròn trong thủy động nhưng vì cổ tay run nên sai một ly đi nghìn dặm, tất cả đều không đủ tròn. Cho nên ta tìm lối tắt, mong có thể biến ba cạnh thành năm cạnh, năm cạnh thành 17 cạnh, một đường nghĩ gần, để vẽ một hình tròn trong hình vuông. Quỳnh Phương rốt cuộc đã hiểu, không khỏi cả kinh nói, một hình tròn trong một hình vuông. Lư Vân thở dài một hơi, gật đầu nói, trong lòng ta trọn vẹn không phải là một hình tròn hoàn hảo, mà là một hình tròn trong một hình vuông nhân sinh quanh co, giống như biển cả một thuyền nhỏ, chỉ có thể lấy hình tròn ứng tiếp phong ba sóng lớn, nhưng chỉ cần một chút ngoại lực, sóng nước đánh tới, tâm của hình tròn đột nhiên mất đi. Những gì đạt được theo cách này thường không phải là một sự phù hợp hoàn hảo, mà là một sự chân chu không thể đo lường được Quỳnh Phương nghe không hiểu lắm, ngạc nhiên liền nói, vậy. Vậy thì sao? Lư Vân nói, muốn đối phó mãnh lực của Thác Bạch Thủy. Phải tìm ra một quy tắc chung một cái 2, hai, hai cái 2 4 cái 2 8 cái 2 16 cái 2 32 hai cái 2 thêm vào một trong những con số tu được có thể dùng tay không để vẽ một bức tranh 3 cạnh 5 cạnh 17 cạnh 257 cạnh 65.537 cạnh ta từ 4 phía bắt đầu trung tâm không hề dao động càng ngày càng tiếp cận hình tròn hoàn hảo cũng dần dần tiếp được sức nước thần thánh của thác nước. Người nhìn xem, người nhìn xem, đang muốn dơ trưởng làm mẫu, chợt nghe một tiếng nghẹn ngào khóc nức nở, Lưu Vân quay đầu lại, chỉ thấy Quỳnh Phương mũi ướt hồng, nước mắt không ngừng rơi xuống, Lưu Vân kinh ngạc nói, ngươi, ngươi làm sao vậy, không mừng cho ta sao, Quỳnh Phương lau nước mắt, gượng cười nói, rất mừng, tất nhiên là mừng cho huynh. chương chín nan đề không lời giải, hồi bốn về với gánh mì của Vân Baby đây. Chương 9 dài quá, bốn hồi rồi vẫn chưa xong. Thời gian qua mau, năm tháng trôi qua, 10 năm vội vàng trôi đi. Không chỉ vài vị liễu môn đã trở thành đại nhân vật mà cả Quỳnh Phương cũng từ thiếu nữ vô chi trổ mã thành mỹ nữ động lòng người. Trời đất xoay chuyển tàn nhẫn, mỗi người đều rời đi, lại chỉ có Lư Ca Ca vẫn ở chỗ cũ, một mình ôm những thứ vô dụng khó hiểu này. Quỳnh Phương làm sao có thể không khóc vì hắn? làm thế nào để không cảm thấy khổ sở cho hắn. Mắt thấy Quỳnh Phương không hứng thú, Lưu Vân ủ rũ cúi đầu, một chân xóa bỏ bản đồ kỳ lạ dưới đất, nghĩ rằng không tìm được chi âm chi cố. Quỳnh Phương an ủi nói, Lưu ca ca, đừng vẽ nữa. Đêm nay là trừ tịch, không bằng ta đi mua chút rượu và thức ăn trở về, hai ta uống mấy chén. Lưu Vân có rất nhiều tật xấu cổ quái, nói không chừng nghe đến uống rượu lại lại nhảy mấy lời vô nghĩa, Quỳnh Phương không đợi đồng ý, cũng không nói nhiều, chỉ vội vàng chạy về phía đường lớn, tiểu cầu bên đường lúc trước được nàng cho ăn dường như tìm được mẹ, cũng chạy theo nàng. Đi tới đường, chỉ thấy chấn Hoài An rất náo nhiệt, cũng không thiếu tiệm cơm quán rượu. Bất quá chạy qua một con phố, liền đã nhìn thấy một gian tiệm rượu, nàng đi vào trong tiệm, đang muốn tìm chủ quán để mua rượu và thức ăn, chợt nghe một người thở dài vũ phong a à, tối nay là trừ tịch chúng ta có lên đường không quỳnh phương giật mình khi nghe giọng địa phương nặng này vội vàng trốn ra ngoài nhìn lén vào chỉ thấy trong tiệm một lão đầu nâng chén uống rượu nhìn người này mặt ngựa gầy dài trên tay cầm chiếc bàn tính vàng đó chính là bàn tính quái cùng bàn còn có một nam tử trung niên khác người này tướng mạo thanh nhã bộ râu đẹp đẽ dài dưới cằm không ai khác chính là sư đệ của thiên hạ đệ nhất cao thủ, phó nguyên ảnh, ở bên lại có một kẻ mập mạp đang cúi đầu ăn, không phải là phì cân quái thì còn là ai. Quỳnh Phương rất kinh ngạc, không nghĩ tất cả bọn họ đều rời khỏi Dương Châu. Chuyển nhìn vào góc tiệm, lại thấy mạc bắc tông sư chết nhĩ đan, trúc khang, tống thông minh đều đang ăn uống, phong trần mệt mỏi, dường như một đêm không ngủ. Chỉ là nhìn vài lần, lại chưa thấy được quyên nhi, không biết đã đi đâu. đang nhìn thì nghe được phó nguyên ảnh nói, ta thấy ở hoài an không tìm được thiếu các chủ. trong chốc lát ta qua đi nha môn, thỉnh quan sai giúp một chút. bản tính quái ngáp nói, thật con mẹ nó phiền, dứt khoát dán công văn tìm kiếm đi. quỳnh phương cảm thấy ấy nấy, không nghĩ chính mình đêm qua vội vàng rời đi sẽ khiến bọn họ tìm mình khắp nơi. đang muốn đi vào cửa tiệm để nhận nhau, lại nghe vì cân quái thấp giọng nói, sư điệt a rốt cuộc tên bán mì kia lai lịch thế nào hắn sẽ không trói rồi bắt quỳnh tiểu thư đi chứ phó Nguyệt ảnh nghe được lời này giọng điệu bình tĩnh trầm giọng nói sư thúc nhiều người nhiều miệng miễn bàn chuyện này bản tính quái mờ mịt nói tại sao không nhắc tới nàng cùng nam nhân trốn đi như vậy là không tốt sao cái hay không nói nói cái dở phó nguyên ảnh trong lòng giận dữ sắc mặt tái xanh chỉ là ngại môn quy lại cũng không tiện phát tác. Bản tính quái còn muối nói lại bị phì cân quái kéo lại. Quỳnh Phương đang định vào tiệm gặp nhau, nhưng khi nghe thấy lời này, nhất thời chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, liền lại dừng bước. Thấy chính mình đêm qua một chút sơ sẩy, thực sự đã theo Lưu Vân rời đi trước mặt mọi người, nghĩ đến mấy nhà môn quan sai lắm lời, đợi khi Phó Nguyên Ảnh tới tìm người, liền một năm một mười mà nói chuyện nàng không biết giải vây thế nào cho mình đang nghĩ xem nói dối thế nào bỗng nhiên sau lưng bị người ta vỗ một cái quỳnh phương quay đầu lại một cô nương xinh đẹp trước mặt đang cầm một thanh kiếm trên tay nhìn thẳng vào mình không phải là quên nhi còn là ai hai người mới vừa thấy mặt quên nhi lập tức mở miệng hét lên phó ta tìm chưa kịp nói hết lời quỳnh phương nhanh tay lẹ mắt đã bịt miệng quên nhi nàng sợ phó nguyên ảnh phát hiện vội vàng lôi kéo nàng ta, hai người một đường trốn đến hẻm tối. Quyền Nhi thấy nàng hành tung quá mức quái dị, nhìn không được buông tay ra, lớn tiếng nói, Phương muội người rốt cuộc đang làm cái gì? Quỳnh Phương mặt đỏ bừng, vội nói, xin lỗi, xin lỗi, các ngươi tìm ta cả đêm sao? Quyền Nhi thở dài còn không phải sao? Người hơn nửa đêm một mình lẻn ra ngoài, mọi người ai có thể ngủ được? Người có biết, ngay cả Lý Chi Phủ Dương Châu cũng bị kinh động. Quỳnh Phương tâm hoàng ý loạn, vội nói, Phó Sư Phạm thực tức giận sao? Quyền Nhi lắc đầu trách cứ, ngươi thân phận như vậy, ai dám nổi giận với ngươi? Chúng ta không tìm được ngươi, suốt đêm tìm quan sai tới hỏi, lúc này mới nghe nói ngươi rời đi cùng một người bán mì, cũng không biết đang làm gì. Nói liền muốn xoay người rời đi, nghĩ đến muốn tìm Phó Nguyên Ảnh. Quỳnh Phương vội nói, chậm một chút chậm một chút trước đừng tìm phó sư phạm nghe ta nói quyên nhi ngồi xuống đất đặt trường kiếm xuống mắt thấy một con tiểu cầu đi theo quỳnh phương liền duỗi tay trêu đùa lạnh lùng thốt nói mắt thấy quyên nhi giống như thẩm quan quỳnh phương chỉ có thể bày vẻ mặt đau khổ nói ta a à, đêm qua trước gặp mấy chục hắc y nhân sau lại nhìn thấy một thanh quái đao mọi người tàn nhẫn đánh một hồi liền một đường đuổi giết đến hoài an Quyền Nhi nghe nói gở, chỉ hư một tiếng, nói, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Quỳnh Phương vội nói, không phải giả, thật sự gặp phải hắc y nhân, không tin ngươi đi đến bến đỏ Dương Châu hỏi, nhất định tìm được nhân chứng. Quyền Nhi khẽ kêu một tiếng, nói, tên bán mì kia đâu? Hắn cũng là hắc y nhân sao? Quỳnh Phương đỏ mặt lên, lắc đầu nói, hắn đã cứu ta một mạng, cho nên ta liền. Ta liền, Quyền Nhi khổ thở dài cho nên ngươi liền hôn hắn một cái, cùng đi bình định thiên hạ. Tài nghe quan sai nói hết, Quỳnh Phương xấu hổ, nhất thời kêu khổ thấu trời, dậm chân nói, thật là, sớm biết liền cho mấy lượng bạc, để cho bọn họ ngoan ngoãn ngậm miệng. Quyền Nhi nghe nàng hãy còn che lấp, không khỏi lắc đầu nói, trời ạ, à, đến lúc nào rồi mà ngươi vẫn nghĩ đến chuyện này. Ta xem ngươi cùng tô dĩnh siêu xong rồi, xong rồi. Quỳnh Phương tự cũng biết tính tình tình lang, việc này nếu truyền tới tai tô dĩnh siêu không khỏi nháo đến dư luận xôn xao thở dài rất nhiều chỉ phải dựa gần quyên nhi ngồi xuống nàng tựa đầu vào vai quyên nhi cầu khẩn nói quyên nhi giúp ta quyên nhi mặt ù mày ê nhất thời đôi tay chống cằm nói giúp như thế nào hai thiếu nữ này là bạn tốt tri kỷ biết nhau nhiều năm thông thường hơn phân nửa là quyên nhi gặp rắc rối quỳnh phương giúp đỡ hôm nay lại chơi đảo ngược Quỳnh Phương phiền lòng không thôi, mắt thấy con chó hoang nhỏ lắc đầu cầu xin sự thương xót, nàng tùy tay ôm lên, nói, ta muốn ngươi trong chốc lát trở về, liền nói nhận được bồ câu đưa thư của ta, biết được ta đã trở về Bắc Kinh, muốn mọi người an tâm, thế nào? Nghe được nói dối sơ hở trồng chất, Quyên Nhi thở dài, lời bậy bạ như vậy, ngươi tự mình nói với phó nguyên ảnh đi, ta không đủ khả năng. Quỳnh Phương trần chờ nói, ta, ta chính là ta còn có việc phải làm, quên nhi bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói, trời ơi, tên bán mì kia còn ở gần đây sao? Quỳnh Phương cười khổ hai tiếng, gật đầu, ta hiện giờ phiền vô cùng, chỉ nghĩ lừa hắn về Bắc Kinh, để hắn gia nhập tử Vân Hiên. Quyền Nhi kinh ngạc nói, rốt cuộc người bán mì đó là ai? Nhớ tới Lưu Vân giao phó, Quỳnh Phương rất do dự, nàng vuốt lông chú chó, thấp giọng nói, hắn a, à, Chính là quái nhân dưới thác nước. Quyền Nhi cả kinh nói là quái vật lông dài kia. Hắn không phải mất tích trên chiến trường sao? Về Dương Châu khi nào? Quỳnh Phương thở dài, đêm trước ta ở dịch quán gặp được hắn, lúc sau liền đi bến đỏ Dương Châu tìm hắn, sau lại liền cùng hắn một đường tới Hoài An này. Quyền Nhi kinh ngạc nói, hắn rốt cuộc là ai? Quỳnh Phương cười khổ nói, người trước đừng hỏi. Thật muốn nói, chỉ sợ người cũng không tin dù sao dù sao nói xong vài câu thấy nàng mím chặt môi dưới hốc mắt bỗng nhiên hơi ướt hồng quên nhi a à một tiếng run giọng nói phương muội không lẽ ngươi không lẽ ngươi quỳnh phương tỉnh giác lại đây vội vàng lau nước mắt nói không lẽ cái gì quên nhi thấy bạn tốt biểu tình như thế muốn nói lại thôi nàng thở dài thấp giọng nói quên đi quên đi dù sao mặc kệ làm gì ta đều che chở ngươi là được. Quỳnh Phương nghe được lời này, trong lòng tất nhiên là vui vẻ, liền ôm lấy Quyên Nhi. Quyên Nhi cười khổ nói, ngươi trước đừng ôm ta, chúng ta phải xem nói dối thế nào. Nàng thoáng trầm ngâm, liền nói, ta coi như vậy, ta trong chốc lát trở về, liền nói nhận được tin tức ngươi để lại, biết được ngươi bên đường đuổi giết hắc y nhân, một đường đuổi tới Bắc Kinh, được không? Quỳnh Phương vui vẻ nói, được đó ngươi phải nói hắc y nhân binh hùng tướng mạnh bức cho ta cùng bọn họ đại chiến mấy trăm hiệp hai người đang hưng phấn nói hồ môn loạn ngữ một trận chợt nghe quyên nhi nói chờ một chút nói về tên bán mì như thế nào quỳnh phương không nghĩ ra được chủ ý gì đành phải nói cứ nói hắn là lão nhân thần bí đến từ mạc bắc ước chừng trăm tuổi ngoài ý muốn đã cứu ta một mạng liền mang theo ta đuổi theo cha tung tích hắc y nhân lời này rất quan trọng. Từ trước đến nay nam tử nếu uống giấm, hơn phân nửa là uống giấm của Phan An, tỉnh lang nếu biết được người bán mì là một lão nhân thần bí, trong lòng tất nhiên thoải mái rất nhiều. Phan An được công nhận là Mỹ Nam đẹp nhất lịch sử Trung Quốc, tới mức người Trung Quốc lưu truyền thành ngữ đẹp tựa Phan An, ý chỉ người đẹp trai giống Phan An. Quyền Nhi nghe được lời này, tất nhiên là gật đầu, nói, đừng nói cái gì mặc bác lão nhân, chiết nhĩ đan xuất thân mạc bắc hắn sẽ hỏi quỳnh phương vội nói không phải dễ dàng sao cứ nói hắn từ tây vực tới không phải được sao quyền nhi nhíu mày nói không được cao thủ tây vực không nhiều cha liền biết không bằng chúng ta nói đó là diện quy lão nhân từ nam hải đến quỳnh phương có khả năng nói hưu nói vườn quyên nhi cũng là hạng người mộng tưởng hảo huyền hai người thoáng thương nghị liền có đại khái ra Quỳnh Phương mỉm cười nói, Quyền Nhi, ngươi giúp ta lúc này, lần sau ta nhất định biết ơn báo đáp, thế ngươi chém vài người. Quyền Nhi cười khổ nói, ngươi vẫn là nên chăm sóc tốt bản thân đi, đừng quên ngày rằm tháng riêng âm lịch Chùa Hộ Quốc có pháp hội, đến lúc đó Hoàng hậu cô cô nhất định sẽ muốn tìm ngươi, ngươi nếu không tới, chắc chắn hại chết Phó Nguyên Ảnh. Cô cô Quỳnh Phương là Hoàng hậu nương nương, ngày lễ ngày Tết đều muốn tìm chất nữ bảo bối nói chuyện đến lúc đó nếu tìm không thấy quỳnh phương tất sẽ chất vấn quốc trưởng liên lụy toàn bộ phó nguyên ảnh lôi kéo thiếu các chủ nam hạ nhất định sẽ gặp hòa quỳnh phương ngây người sau một lúc lâu vội nói đúng vậy ta đã quên mất việc này xem ra ta phải đi gặp phó sư phạm quyền nhi đứng dậy lắc đầu nói nếu bây giờ ngươi trở về kính tây dương lập tức vạch trần ta nghĩ ngươi vẫn nên trở lại khi tết nguyên tiêu cũng dễ xin tha thứ quỳnh phương nghe nàng nói có lý cũng gật đầu đồng ý quyên nhi đang muốn rời đi bỗng sờ tay vào ngực hỏi trên người của ngươi có mang theo tiền không quỳnh phương gật gật đầu nói mấy trăm lượng ngân phiếu đủ dùng quyên nhi thấy nàng hãy còn ôm ấp tiểu cầu hoàn toàn không giống thiếu các chủ bình thường ngược lại tựa như đứa bé nàng thở dài lập tức ngồi xổm bên người quỳnh phương thấp giọng nói ngươi đó hai tháng nữa sẽ thành cô nương đã thành thân, ta không hiểu được chính mình rốt cuộc là giúp ngươi. Hay là hại ngươi, nàng lắc đầu, vỗ về con chó hoang trong vòng tay của Quỳnh Phương, đứng dậy rời đi. Cuối cùng liếc mắt một cái ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Quỳnh Phương mở đôi mắt tròn to, hãy còn ngồi ở dưới đất, như thể phát ngốc. Sau khi Quyên Nhi rời đi, Quỳnh Phương trốn trong hẻm hơn nửa canh giờ, xác định đám người phó nguyên ảnh đã rời đi mới trở về gặp Lưu Vân. Chỉ là sau phen kinh nhiễu này, Quỳnh Phương lại trở nên giàu dĩ không vui, hai người cũng không ăn đêm trừ tịch nữa, suốt đêm đi về phía Bắc. Trên đường hai người rất ít nói chuyện, Lưu Vân vốn trầm mặc ít lời, tiểu cô nương một khi không có hứng thú tới chơi, tất nhiên là nặng nề đến sợ người. May mà Quỳnh Phương mang theo con chó hoang đồng hành, mỗi ngày sớm muộn đều đổi tên cho nó, có khi kêu Lưu Vô Chi, có khi kêu lư ngây ngốc, cuối cùng còn có đối tượng nói chuyện. Hai người ven đường Bắc Tiến, khi đến Thương Châu tình cờ là ngày mùng 9 Tết Nguyên Đán, chính ngọ thời tiết trong xanh, Lưu Vân thấy trên đường bá tánh tay cầm bát và chậu hứng tuyết, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, ngơ ngẩn dừng bước. Quỳnh Phương ngồi trên gánh mì, vừa thấy hắn dừng bước, liền bế tiểu cầu lên, hậm hực nói, Lư Hắc Cầu không muốn đi tiểu, ngươi lười biếng làm gì? lư vân khụ một tiếng chỉ tay vào bá tánh hỏi bọn họ cầm bát chậu là đang làm gì quỳnh phương viết mắt đi xem nhàn nhạt, nhạt liền nói ngươi là người mù sao không nhìn thấy bọn họ đang tích chữ nước à? lư vân lâu không biết tình hình nhân thế thấy tình trạng bậc này tất nhiên là ngơ ngẩn không nói gì quỳnh phương giải thích nói liên tục như vậy đã 10 năm rồi một khi mùa đông cực lạnh thì mùa hè sẽ rất nóng sau khi lập xuân chẳng mấy chốc sẽ có hạn hán nói lại đi trêu đùa hắc huyền lại nói ngươi cũng đừng phiền dù sao ngươi ngày sau muốn vào núi sâu làm ẩn sĩ tiểu dân chúng sống hay chết liên quan gì đến ngươi đúng không lư hắc cầu quỳnh phương miệng đầy châm chọc nhưng lư vân lại chỉ phớt lờ nhớ tới đêm đó cùng bùi nghiệp đối đáp thấp giọng liền nói bên cầu kim thủy rồng phun châu thiếu lâm phật quốc đại năm hạn hán Di ngôn thiên tuyệt ứng nghiệm, Quỳnh Phương chớp chớp đôi mắt to, cư nhiên không biết thiên tuyệt tăng là ai. Lưu Vân cũng không giải thích, lại khởi hành rời đi. Quỳnh Phương tuy rằng thông tuệ, lại cũng không biết được thiên tuyệt tăng chính là một trong tứ đại tông sư ngày xưa, càng là ân sư thụ nghiệp của đương kim đại học sĩ Dương Túc Quan. Mà hai câu ít ngữ này, chính là thần tăng trước khi viên tịch thân thủ truyền cho Lưu Vân lúc ấy thần tăng thiêu đốt thánh quang đốt mà hiện chữ đủ thấy thân trước khi chết hãy còn vạn phần cảnh giác tuyệt không dung người khác nhìn trộm nghe lén năm đó lưu vân một thoáng mềm lòng ngoài y muốn truyền ra câu đầu tiên của ít ngữ về sau thiên hạ bùng nổ đại họa liên tiếp bắt đầu từ khi tu la bị bắn thương bên sông vĩnh Định, lúc sau mộc tỷ hiện thân liễu môn chịu diệt nộ thương bị vây thậm chí triều cảnh thái sụp đổ chính thống phục hồi hết thảy biến cố đều bắt đầu từ câu ít ngữ đầu tiên. Hiện giờ cách xa 10 năm, câu ít ngữ thứ hai cuối cùng cũng được Lưu Vân nói ra, lại không biết còn có đại tai đại nạn nào nữa hay không. Vài ngày sau, đã gần đến nguyên tiêu hội đèn lồng, trên đường hồi kinh hương chấn đều răng đèn kết hoa, trên đường tìm người hỏi, đã biết đi tới thuận thiên phủ, tính ra cách Bắc Kinh bất quá lộ trình hai ngày. Quỳnh Phương tự biết vừa đến Kinh Thành Lưu Vân liền sẽ đúng hẹn rời đi, nàng trong lòng phiền muộn, vài lần muốn mở miệng giữ hắn lại, rồi lại không biết nên khuyên bảo như thế nào, trong lòng lại phát sâu. Chiều hôm đó trời nhiều mây và có tuyết, hai người đến một nơi trên đồi, Lưu Vân lại dừng lại nghỉ chân, bắt đầu tự mình nấu mì. Đã nhiều ngày mì om thịt kho, mì sốt mè, ngày nào cũng ăn, sớm đã ăn đến sợ, Quỳnh Phương mắng, lại là mì à. Đến chó cũng không ăn, Lư Vân cười cười, lắc đầu nói, Quỳnh cô nương, đây là bữa cuối cùng. Quỳnh Phương tim đập thình thịch, mới nhận ra ước định giữa hai người, nàng cầm bát mì Lư Vân đưa cho, trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Con chó hoang nhỏ ở bên cạnh đang vẫy đuôi dữ dội, chờ ăn no nê. Gió tuyết ngừng thổi, sương mù tan đi, hai người ngồi ở đồi núi ăn mì, từ trên đồi nhìn ra, thấy chân trời một mảnh xanh thẳm ngoài xa một đại thành nguy nga sừng sững, 11 cổng thành bảo vệ bao quanh, ẩn hiện tám cánh tay na cha uy nghiêm, không cần thiết nói, nơi đây đúng là quản trường thiên hạ chính thống, cử thế chiêm ngưỡng thủ đô đại thành, Bắc Kinh thiên uy. Cấm thành đã ở trước mắt, cũng nên tới lúc phải chia tay. Quỳnh Phương lòng tràn đầy phiền loạn, không nuốt nổi bát mi. Muốn tìm điều gì đó để nói, nhưng lại bối rối, muốn bỏ mặt mũi cầu xin Lưu Vân, rồi lại tìm không thấy bậc thang. Đang lúc phiền muộn, chợt nghe Lưu Vân kêu một tiếng, hắn đặt bát mì xuống, quay người đi tới dưới gốc cây bạch dương, ngơ ngẩn trầm tư. Cây cao sừng sững trong rừng, trên vỏ cây có dấu vết mờ nhạt, thấy Lưu Vân bồi hồi trầm ngâm, chậm chạp không đi, Quỳnh Phương thấy hắn cư xử khác thường, liền cũng đặt bát mì xuống, bước tới. Chỉ thấy Lưu Vân quỳ gối dưới tảng cây, nhìn bụi cỏ trước mặt, dưới gốc cây có vài bông hoa nhỏ, nhưng không thấy có gì bất thường. Lư Vân dường như như suy tư gì, hắn nhẹ nhàng phủi bùn đất, sau vài động tác, lại dừng tay bất động, thần khí im lặng như tượng đá. Quỳnh Phương cảm thấy khó chịu, nhìn chăm chú Lư Vân, muốn hỏi chút gì, cổ họng lại tựa bị nghẹn lại. Nàng bế con chó hoang nhỏ lên, lại trở về gánh mì, ngồi xuống ghế. Thấp giọng nói, đồ mốc, đồ mốc, chúng ta phải về nhà, người vui vẻ không? Lư Vân thấy nàng khuôn mặt sầu khổ, liền cũng đi về, thấy bát mì còn chưa động tới, liền muốn cất đi. Quỳnh Phương cảm thấy buồn bã, bỗng nhiên duỗi tay ra, nhấc bát mì lên, nghiến răng kìm nước mắt, Lư ca ca, huynh vì sao chán ghét trở về Bắc Kinh. Lư Vân nói, không phải chán ghét, chính là không muốn trở về. Quỳnh Phương thấp giọng thở dài, lắc đầu nói, Huynh quá vô tình, ta biết ở Bắc Kinh có rất nhiều rất nhiều người nhớ Huynh. Ví dụ như, ví dụ như, đang muốn nói ra ba chưa cố tiểu thư, cũng không biết vì sao, nhớ đến khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục của cố tỷ tỷ, lại nói không ra lời, sửa miệng liền nói, giống như. Giống như, Quyên Nhi cũng nhớ Huynh. Lư Vân khẽ mỉm cười, rời đi từ Thác Bạch Thủy, dọc theo Quý Châu về phía Bắc đến Kinh Châu, tính ra mấy trăm dặm đường. Quyên Nhi trước sau đều ở trong đội ngũ, hắn tự cũng nhìn thấy tiểu cô nương này, gật đầu liền nói, tiểu nha đầu này nhưng trưởng thành, trổ mã thật xinh đẹp. Quỳnh Phương vừa nghe Lưu Vân khen ngợi nữ nhân khác, trong lòng cảm thấy không vui, lạnh lùng liền nói, đừng lo lắng ngoại hình của người ta, nàng ấy không mau gả đâu. Lưu Vân cười cười, hỏi ngược lại, hai người rất thân nhau. Phải không? Quỳnh Phương hừ nói, còn phải nói, chúng ta là sinh tử chi giao. Lư Vân gật đầu nói, đúng vậy. Nàng ta là tiểu linh tinh, người cũng là quỷ nghịch ngợm, hai người rất xứng đôi. Quỳnh Phương nguyên bản sụ mặt, nghe được lời này, khóe miệng vẫn lộ ra cười, nói, Quyên Nhi cho rằng Huynh đã chết, Huynh trong chốc lát vào kinh, giả quỷ dọa nàng đi. Nói nhấc hai tay lên làm bộ như lệ quỷ, Lư Vân cười ha ha, lắc đầu lại nói, Quỳnh cô nương, chớ khiến ta khó xử nghe được lời này quỳnh phương tâm đau xót biết rằng thời khắc chia ly đã đến nàng rũ đầu xuống nhẹ nhàng cắn môi dưới nói không nên lời sao lại thế này khi ở cùng nam tử này chính mình hoàn toàn không cần làm ra vẻ muốn cười liền cười muốn mắng thì mắng dường như giữa hai người bọn họ có một sợi dây không ai có thể cắt được nước mắt như chặt đứt sợi dây vẫn luôn lăn xuống hai tay quỳnh phương chỉ ôm chặt tiểu cầu dưng dưng không nói. Lư Vân thấy Quỳnh Phương cúi đầu khóc thút thít, lại cũng không tiện mở miệng an ủi. Rốt cuộc nhân sinh thiên sơn vạn thủy, mỗi người có một con đường riêng, không ai có thể ép buộc được. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe Lư Vân nói, Quỳnh cô nương, đã đến lúc rồi, ta phải lên đường. Quỳnh Phương run giọng nói, Huynh, Huynh phải đi sao? Lư Vân gật đầu, nhìn hắn thu bát mì, cất chiếc ghế đi, lại đem chậu than nồi sạn nhất nhất thả vào gánh mì. Quỳnh Phương ngơ ngác ngồi trên mặt đất, mờ mịt nhìn bóng dáng bận rộn của Lưu Vân, lại cũng không thể nói ra được cảm giác của mình là gì. Lưu Vân thu thập đã xong, chờ xuất phát, hắn đi tới trước mặt Quỳnh Phương, ngồi xổm xuống nói, sắp chia tay không có gì tặng cho ngươi, mong ngươi ngày sau hạnh phúc vui vẻ. Quỳnh Phương nhào vào trong lòng ngực Lưu Vân, lên tiếng khóc dòng nói, Lưu ca ca cảm ơn huynh dẫn ta trở về lư vân duỗi tay ra vỗ vỗ lưng quỳnh phương mỉm cười nói ngươi đừng cảm tạ ta kỳ thật từ khi lư mỗ rời thác nước tới nay trong lòng trước sau uất may mà cùng ngươi đồng hành mấy ngày tâm lư mỗ được yên ổn nói đến ta phải cảm tạ ngươi mới đúng hắn không cần phải nhiều lời nữa lập tức quay người nâng gánh mì chắp tay nói quỳnh cô nương núi xanh còn đó lục thủy trường lưu ngày nào đó có duyên gặp lại nghe được hai chữ gặp lại quỳnh phương cong khóe miệng ngực nghẹn ngào cố gắng không cho nước mắt chảy ra nàng nỗ lực duỗi tay ra vẫy tay tạm biệt chỉ thấy lư vân cười với mình tự quay thân cất bước phiêu nhiên rời đi chỉ có thể như vậy nhiều nhất chỉ có thể như vậy lư ca ca đi rồi chính mình cũng nên về nhà ở trong thành bắc kinh phồn hoa đó còn có rất nhiều người đang đợi nàng dĩnh siêu gia phó sư phạm mọi người đều đang đợi nàng đi thôi trước mắt người này họ lư tên vân hắn không phải ninh bất phàm cũng không liên quan gì đến tình lang của mình trời lạnh thế này tại sao mình phải ở đây như kẻ ngu ngốc vậy chẳng phải là lãng phí thời gian sao tiếng bước chân dần dần đi xa quỳnh phương cũng đứng dậy nàng cố gắng tươi cười lấy ra quạt xếp quạt cho mình dường như chỉ có cao ngạo hóng mát giống như vậy, nàng mới có thể là thiếu các chủ 10 năm qua, luôn phóng khoáng trong mọi việc, gặp người chấn tĩnh, cái gì cũng đều không sợ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.